Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 1406, cho người đẹp mặt 4. Thân phận khác nhau, thái độ nhận định về những lời nói của Trương Dương cũng khác nhau. Đinh Cao Sơn, Thường Hải những người này có thể trò chuyện vui vẻ thoải mái về việc này, nhưng đám cán bộ Tân Hải lại không thể giống như thế. Vị trí giám đốc sở tài chính trong mắt mọi người đơn giản chỉ như một cái tên gọi đẹp đẽ. Để ngồi vào được vị trí này có rất nhiều người nguyện trả giá rất cao, nay cơ hội bày ra trước mắt, họ cũng cực kỳ động lòng. Nhưng động lòng thì cũng vậy, đây là chứng tỏ thực lực, lấp đủ lỗ hổng 10 tia đồng không hề đơn giản, qua thái độ ngày hôm nay của vị bí thư Trương này cũng biết, xây dựng thị chính chỉ là bước mở đầu, sau này không biết còn làm những động thái lớn gì nữa. Không phải kim cương thì đừng có dại mà chui vào lửa nung như gốm sứ. Những người có động lòng cũng đã từ bỏ ngay sau khi cân nhắc rõ lợi hại trong vấn đề này. Hứa Song Kỳ từ đầu đến cuối không nói gì, các thường ủy khác cũng vậy, buổi họp huyện ủy hôm nay có thể nói chính xác là cuộc họp mở rộng huyện ủy, đến các doanh nghiệp thương nhân cũng đến dự, Trương Dương tự bộc khuyết điểm trong nhà ra trước mặt bao nhiêu người ngoài như vậy, lại còn chơi trò chiêu hộ hiền tài ngay tại hội trường, Hứa Song Kỳ cho rằng hành động này là tự mình làm mình mất mặt. Trừ phi Trương Dương hắn ra tay lôi kéo tài trợ. Mấy vị phú thương có mặt ở hội trường hẳn rộng rãi mà rút tiền giúp đỡ, nếu không khoản tiền thiếu hụt này khó mà lấp được. Trương đại quan nhân nói xong những lời này, một lúc lâu sau cũng không có ai lên tiếng, hắn dần mất đi lòng tin, đòn sát thủ cuối cùng của hắn là lôi kéo tài trợ, nhưng nếu chơi cái trò này thì thật là hạ sách. Vào đúng lúc này, Trương đại quan nhân mới nhớ ra Thường Lăng Phong, nếu Thường Lăng Phong có mặt ở đây thì tốt biết mấy, vị trí giám đốc sở tài chính thật sự chỉ có thể dành cho gã. Ngay lúc Trương Dương đang dần mất đi hy vọng thì trong hội trường có tiếng nói, bí thư Trương, bí thư nói giữ lời chứ. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Trương Dương nhìn về phía phát ra giọng nói thấy một thanh niên thư sinh đang đứng thẳng trong góc hội trường, cậu ta đeo một chiếc kính cận thị dày cộp, xin tự giới thiệu, tôi là Vương Chí Cương cán bộ nghiên cứu cấp khoa, ở Sở Công nghiệp Hóa Khoa học và Thông tin huyện, hôm nay chủ nhiệm của chúng tôi bị ốm, tôi đến họp thay cho chủ nhiệm. Trương Dương nói, cậu có thể giải quyết vấn đề này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Chí Cương đáp, có thể. Giọng y nhỏ nhỏ. Trương Dương bảo người đưa đến cho y một chiếc mic. Vương Chí Cương đưa tay nhấc mắt kính lên theo thói quen, bí thư Trương, lời nói của bí thư sẽ được thực thi chứ? Trương Dương cười ha ha, có. Bây giờ cậu giúp tôi giải quyết vấn đề này, tôi sẽ phân cậu làm giám đốc tài chính huyện Tân Hải ngay bây giờ. Thủ tục cụ thể tôi sẽ tự tay làm. Vương Chí Cương không hề mất bình tĩnh, y đi thẳng lên khán đài. Tất cả mọi người đền tò mò nhìn tiểu tử này, nghĩ thầm là hôm nay có kịch hay xem đây, Kỳ Sơn và Thường Hải Long nói với nhau có quen cậu ta không? Thường Hải Long lắc đầu, gã cũng cảm thấy chuyện này có thể là do Trương Dương sắp xếp. Trương Dương thật không biết tới nhân vật Vương Chí Cương này, hắn chưa từng tiếp xúc với cá nhân này bao giờ, tại hội trường cũng nhiều người không biết Vương Chí Cương. Tuy nhiên chủ nhiệm Sở Công nghiệp Hóa Khoa học và Thông tin là Vương Phúc Thiên, có người đang thắc mắc quan hệ giữa Vương Chí Cương và Vương Phúc Thiên. Vương Chí Cương bước lên khán đài đứng trước mặt hơn 100 người nhưng không hề lúng túng, y cười, bí thư Trương mới nãy nói tới việc phải cải thiện tình hình trị an của Tân Hải, ở các giao lộ trọng yếu một là thắp sáng hệ thống đèn đường, hai là trạm cảnh giới. Tôi xin được phát biểu ý kiến của mình về hai vấn đề này trước, việc đèn đường. Cục chúng tôi đã từng làm báo cáo gửi lên huyện vào năm ngoái, chúng tôi đã tự nghiên cứu chế tạo ra hệ thống đèn đường tự động sử dụng năng lượng mặt trời, chi phí trang bị chỉ bằng 1/3 hệ thống đèn truyền thống, hơn nữa có thể duy trì lâu dài, giá thành sử dụng lại thấp. Tuy nhiên báo cáo này gửi lên huyện đã lâu mà chưa được trả lời, vì thiếu sự ủng hộ của phía tài chính huyện. Chúng ta đương nhiên không thể sản xuất theo quy mô lớn, trong 2 năm này qua cải tiến, dự án chế tạo đèn đường sử dụng năng lượng mặt trời đã được hoàn thiện hơn. Chúng tôi còn xin nhà nước cấp bản quyền sáng chế, chỉ cần huyện ta ủng hộ, chúng tôi có thể xây dựng hệ thống đèn đường của cả khu vực huyện chỉ với số vốn bằng 1/3 chi phí. Trương Dương cười nói, Vương Chí Cương, tôi muốn đồng chí giúp giải quyết vấn đề tiền vốn, chứ không phải để đồng chí tới xin cấp vốn. Vương Chí Cương nói, bí thư Trương, thực ra việc này là một, đèn đường sử dụng năng lượng mặt trời của chúng ta chế tạo, thuộc vào loại tuyệt đối hiện đại so với khoa học kỹ thuật trên cả nước. Chỉ cần chúng ta tiến hành sản xuất sản phẩm này và đem phổ biến sang các thành thị khác, hẳn sẽ có nhiều đơn đặt hàng không ngừng, như vậy không chỉ hoàn thành được công việc thắp sáng thành phố mà còn tạo ra được một khoản thu nhập mới đầy tiềm năng cho Tân Hải. Tiếp theo tôi xin được nói về vấn đề trạm cảnh giới, xây dựng các trạm là việc tốt,
nhưng tôi cho rằng việc xây dựng trạm phải kết hợp với tình hình thực tế của Tân Hải, phải làm như thế nào để chuyên môn hóa trong xây dựng thiết lập trạm cảnh giới, phải thiết lập cả một đội ngũ cảnh vệ vừa tầm với công trình này, như thế trong vô hình đã gia tăng gánh nặng tài chính của chính quyền, vậy nên điều chúng ta phải làm được là giảm bớt gánh nặng. Với tiền đề giảm bớt gánh nặng như thế nào, lại phải phát huy được hiệu quả của công tác trị an, việc này cần phải gắn kết liên hệ với các doanh nghiệp lớn. Vương Chí Cương quay sang nhìn Trương Dương, thấy Trương Dương cười tủm nhìn mình, y cảm thấy thêm phần tự tin, lại dõng dạc nói tiếp, trạm cảnh vệ cũng có thể sử dụng hệ thống chạy bằng năng lượng mặt trời, như vậy có thể bảo đảm lượng điện năng mà đèn cảnh giới của trạm sử dụng, tiết kiệm được nhiều chi phí. Hội trường cười ầm lên, tên tiểu tử này nói câu nào câu ấy cũng không rời một mối duy nhất, vẫn còn cố mà quảng cáo cho hệ thống sản phẩm sử dụng năng lượng mặt trời của mình. Vương Chí Cương mặt hơi đỏ lên, y cũng cười nói tiếp, không phải là tôi đang quảng cáo, tôi thực sự muốn tiết kiệm chi phí, các đơn vị hành chính, đơn vị doanh nghiệp của Tân Hải cũng không hề ít, Bí Thư Trương nói đến các trạm cảnh giới thiết lập tại các chặng đường lớn, thực ra không cần phải đặt ở quốc lộ, có thể lựa chọn các đơn vị trọng điểm để họ tiến hành thiết lập trạm gác, gắn kết mật thiết các đơn vị bảo an của doanh nghiệp với việc thiết lập trạm cảnh giới. Thực tế mục đích của tất cả đều giống nhau, ngăn ngừa nảy sinh phạm tội, duy trì trị an xã hội. Tôi xin lấp một ví dụ, nhiều doanh nghiệp lớn đều có các bộ phận kinh doanh tại huyện Tân Hải, nếu thiết lập trạm cảnh giới bên ngoài các đơn vị kinh doanh này cũng coi như là một sự bảo vệ vô hình đối với sự an toàn cho ngân hàng của các vị, tôi nghĩ chút tiền này các vị sẽ đồng ý bỏ ra chứ. Xung quanh đều cười ầm lên một cách đầy thiện ý. Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp TQ chi nhánh Tân Hải ông Dương Nhân Cường cũng có mặt, giơ tay phát biểu, ý kiến của đồng chí rất hay, Ngân hàng Nông nghiệp chúng tôi xin đầu tư chi phí xây dựng 5 trạm cảnh giới, nhưng phía huyện phải giải quyết vấn đề về nhân lực, chúng tôi chỉ có thể phụ trách việc xây dựng trạm, còn chi phí vận hành sau này chúng tôi không chịu trách nhiệm. Giám đốc các ngân hàng kiến thiết, Ngân hàng Công Thương thấy phía Ngân hàng Nông nghiệp bày tỏ thái độ như vậy, họ cũng lần lượt tỏ ý sẽ đầu tư xây dựng 5 trạm cảnh giới. Lãnh đạo các doanh nghiệp tới dự họp cũng không ít, hoặc là do bị những lời nói của Trương Dương làm cảm động, hoặc là cảm thấy việc xây dựng trạm cảnh giới cũng không đáng bao nhiêu tiền, họ cũng tỏ ý muốn tham gia xây dựng trạm cảnh giới. Tuy nhiên điều này khác hẳn với dự tính ban đầu của Trương Dương, những đơn vị này nếu đầu tư vốn ra, tiến hành xây dựng những trạm gác ngay cạnh cổng ra vào của đơn vị họ, ai mà chả muốn nhà mình êm ấm được đảm bảo trị an. Nhưng bất kể là xây dựng ở đâu, càng nhiều cũng được, vốn dĩ Trương Dương dự tính sẽ lập khoảng hơn 30 trạm. Lần này thì tốt rồi, các đơn vị doanh nghiệp có mặt đều hào hứng tham gia, sau một lúc đã chủ động nhận đầu tư xây dựng 65 trạm. Trương Đại Quan Nhân cũng không ngờ có được kết quả này, hắn vui đến mức miệng cứ cười tươi như hoa. Cuộc họp ngày hôm nay được triệu tập quả là đúng đắn, các đơn vị doanh nghiệp này mỗi người một tay, tùy theo đó mà đủ để xây dựng các trạm cảnh giới, bản thân hắn cũng không nghĩ ra việc này, cây dựng trạm cảnh giới lẽ ra phải bắt đầu từ họ trước tiên. Vương Chí Cương nói, tài chính vốn bị hồng tới 10 tia đồng, này vấn đề trạm cảnh giới đã được giải quyết. Còn về vấn đề đèn đường, nếu phía huyện đồng ý sử dụng hệ thống đèn tự động sử dụng năng lượng mặt trời của chúng tôi, vậy có thể tiết kiệm 2/3 chi phí, nếu có thể sản xuất quy mô hóa, lợi nhuận của chúng ta sẽ đạt mức tương đối khả quan. Vấn đề vốn một nửa vừa tự kiếm, một nửa xin từ phía tỉnh, tôi tin rằng lỗ hổng tài chính sẽ giảm xuống chỉ không đến 3 tia đồng. Chương 1407, giới hạn nhẫn nại 1. Trương Dương nói, vậy lỗ hổng 3 tia đồng này cậu định giải quyết như thế nào? Vương Chí Cương đáp, việc xây dựng thành phố của chúng ta tương đối lạc hậu, Bí Thư Trương từng nói phải thắp sáng Tân Hải, sau khi mỗi thành thị được thắp sáng, các loại đèn lê ông ban đêm và bảng điện tử quảng cáo các loại cũng là một khoản thu nhập không nhỏ, chúng ta nên chú trọng vào mặt này, đèn đường quảng cáo, bảng điện tử quảng cáo cộng thêm quảng cáo thị chính. Số tiền 3 tia đồng không còn là con số to lớn nữa, vấn đề thiếu hụt trong tài chính kỳ thực không phải là vấn đề tiền, mà là lối tư duy kinh doanh và thủ pháp. Hồ Nhân Như giơ tay phát biểu, công ty quảng cáo Phương Đông chúng tôi xin đầu tư 1 tia đồng để nhận thầu quyền thuê đối ngoại đèn đường của Tân Hải. Việc này thực không hề là vì Trương Dương mà tham gia, trong vấn đề này còn chứa đựng cả một cơ hội thương mại lớn to lớn, Hồ Nhân Như lần này đang nói chuyện nghiệp thương. Ninh Cao Sơn thấy cảnh này, cũng muốn tỏ chút thái độ của bản thân, gã nói, tôi xin đầu tư số vốn 2 tia đồng không hoàn trả vào công trình xây dựng đèn đường của huyện. Tôi là một thương nhân xuất thân từ huyện Tân Hải ta, không có quê hương thì làm sao có sự nghiệp ngày nay, vậy nên số vốn 2 tia này tôi xin được góp phần để tỏ tấm lòng báo đáp quê hương cha mẹ. Cả hội trường vỗ tay nhiệt liệt.
Trương Dương cười nói, có một bài hát mở đầu như thế nào ý nhỉ? Gọi mọi người cùng chung tay chèo thuyền lớn, chỉ cần đồng tâm hiệp lực về một mối, con thuyền lớn Tân Hải chúng ta nhất định sẽ lướt ngày càng nhanh, ngày càng tốt, ngày càng ổn định. Mười tia, không thành vấn đề, đồng chí Vương Chí Cương, tôi muốn hỏi đồng chí một câu, nếu tôi giao phó cho đồng chí đủ quyền lực, để đồng chí chuyên tâm đi làm, đồng chí có tự tin sẽ giúp Tân Hải thực hiện mục tiêu vượt gấp đôi thu nhập tài chính của năm nay không? Hội trường lại trở nên im lặng, vị Trương đại quan nhân này cũng thật là không nói dọa chết người khác thì không yên, vừa mới giải quyết bằng vấn đề lỗ hổng vốn 10 tia, thì hắn lại đưa ra mục tiêu vượt 2 lần vào lúc này, không nói khoác thì tức chết sao? Vương Chí Cương đáp, Bí thư Trương, vượt thu nhập tài chính Tân Hải không thành vấn đề, nếu quyết sách của lãnh đạo không xảy ra sai sót, đừng nói là vượt gấp đôi, vượt gấp 4 lần năm nay cũng có thể thực hiện được. Tất cả mọi người đền trợn tròn mắt, hai tên lắm chuyện hay đặt vấn đề này lại gặp đúng nhau, vượt 4 lần, M. Mày có biết vượt 4 lần là thế nào không hả? Nhưng ngược lại Trương đại quan nhân lại thính nghe nhất là điều này, hắn vui vẻ gật đầu, cứ theo như câu này của đồng chí. Tôi chọn đồng chí là giám đốc sở tài chính là hoàn toàn đúng đắn. Bắt đầu từ bây giờ, đồng chí hãy thay thế chức vụ của đồng chí Hải Thanh, đảm nhiệm chức giám đốc tài chính. Hứa xong kỳ thực không thể nhẫn nhịn thêm nữa, lần này M. Nó nổi giận lôi đình, có lãnh đạo nào hành động như thế này chưa? Mày rốt cuộc là đang chấp chính hay là làm như việc ở nhà mày thế? Hứa xong kỳ liên tiếp ho khan, gã muốn nhắc nhở Trương Dương phải chú ý tới ảnh hưởng. Trương đại quan nhan vốn cũng không để ý tới gã, hắn cười tủm nhìn Vương Chí Cương, đồng chí Vương, đồng chí có quan hệ thế nào với chủ nhiệm cục khoa học kỹ thuật vậy? Vương Chí Cương có chút ngại ngùng, một lúc sau mới đáp lại, ông ấy là cha tôi. Chấm chấm. Buổi họp ngày hôm ấy kết thúc, Hứa Song Kỳ vẻ mặt nghiêm túc đi tìm gặp Trương Dương, gã muốn nói chuyện rõ với Trương Dương, trước mặt bao nhiêu người trong buổi họp, Hứa Song Kỳ ngại không phát biểu, gã cho rằng mình đang lo lắng cho đại cục. Tuy trong cuộc họp Trương Dương làm như trò đùa, hắn nhiều lần chỉ trích chĩa mũi nhọn vào ban lãnh đạo trước đây của Tân Hải nhưng Hứa Song Kỳ vẫn cho rằng, không nên nói ra mâu thuẫn giữa họ trước mặt bao nhiêu người như vậy. Trương Dương sớm đã dự liệu Hứa Song Kỳ sẽ đến tìm mình, không đợi Hứa Song Kỳ nói, Trương Dương đã cười mở lời, Chủ tịch Hứa, tối nay tôi tổ chức một bữa mời mấy người bạn thương nhân, Chủ tịch có thời gian thì cùng đi nhé. Hứa Song Kỳ không hứng thú gì với bữa tiệc của hắn. Hiện giờ trong đầu chứa đầy những chuyện vừa diễn ra trong cuộc họp, lúc này gã không che giấu gì sự buồn bực của mình, Bí thư Trương, xử lý vấn đề của đồng chí Triệu Hải Thanh như thế có phải là quá kinh suất không? Trương Dương đáp, Chủ tịch Hứa à, rõ ràng là chính đồng chí ấy chủ động từ chức, thư từ chức còn do chính tay chủ tịch đưa cho tôi chỉ là phê chuẩn đơn từ chức của đồng chí ấy thôi, nói ra tôi còn chuẩn bị thông báo mọi người phải học tập noi gương đồng chí Hải Thanh. Những cán bộ hiểu rõ bản thân mình không có nhiều. Đồng chí Hải Thanh làm rất tốt. Biết mình không đủ khả năng, tự mình rút lui, nhường bước cho những cán bộ tuổi trẻ có năng lực. Tôi rất tán thành quan điểm này. Hứa Song Kỳ bị Trương Dương nói đến mức tức nghẹn cổ không nói được lời nào. Bản thân có phải là bị coi thường không, lúc đầu vì sao lại giao thư từ chức cho Trương Dương cơ chứ? Nghĩ lại thì cái tên Triệu Hải Thanh có bị thần kinh hay không đây? Rõ ràng là tiếc chức quan này thế mà còn bày đặt ra bộ từ chức, mày nghĩ ai để ý đến mày? Lần này thì hay rồi, để Trương Dương tiện đường cho từ chức luôn. Phó Trường Trinh mang trà đến mời, Hứa Song Kỳ nhận lấy chén trà uống một ngụm. Trong lòng gã vẫn gầm nỗi tức giận này, hôm nay trước mặt bao nhiêu ủy viên thường ủy như vậy bị Trương Dương đoạt hết cả danh tiếng, mất hết cả thể diện. Điều làm Hứa Song Kỳ điên tiết nhất là Trương Dương đã phủ nhận công lao của những vị lãnh đạo trước đây, coi trung tâm hành chính huyện như một công trình lãng phí chi tiêu tài chính nhất. Thằng nhãi này căn bản là một gậy đánh ngã đám người, bác bỏ sạch những nỗ lực trước đây của họ. Hứa Song Kỳ điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi nói, có những việc phải suy xét một cách kỹ càng, đồng chí Triệu Hải Thanh từ trước tôi không có ý kiến gì, nhưng cái cậu Vương Chí Cương đó, cũng không thể chỉ dựa vào mấy câu nói miệng là được đảm nhận luôn chức giám đốc tài chính. Nếu như vậy tật, vậy cơ cấu nhân sự của tổ chức chúng ta có tác dụng gì đây? Một cán bộ không cần khảo sát sao? Không cần có tích lũy kinh nghiệm và thành tích? Chỉ vì mấy câu lòe thiên hạ hoặc vài ý tưởng đột xuất không thực tế điên rồ mà được thăng chức. Đây chẳng phải là khiến các quan chức khác khiến sợ sao? Sau này đội ngũ lãnh đạo chúng ta còn nói gì đến tính đoàn kết? Làm sao có thể lấy được lòng tin của nhân dân nữa? Trương đại quan nhân mỉm cười, tôi lại cho rằng bổ nhiệm Vương Chí Cương lên chức là chuyện tốt, có thể khuyến khích tính tích cực của đa số cán bộ viên chức,
thấy Vương Chí Cương vì biểu hiện tốt mà được thăng chức, những người khác cũng sẽ nghĩ rằng, Vương Chí Cương chỉ đi lên từ những người bình thường như họ, Vương Chí Cương làm được, họ cũng óc thể làm được. Hứa Song Kỳ nói, mong là chuyện tốt, nhưng bắt tay vào làm lại là một việc khác. Vấn đề tài chính của Tân Hải sẽ không vì những cách nghĩ của Vương Chí Cương mà được cải thiện trong thời gian ngắn như thế. Thu nhập tài chính đạt gấp đôi trong một năm ư, Bí Thư Trương, Tân Hải đã liên tiến 3 năm xảy ra bội chi đấy. Trương Dương đáp, cán bộ Cộng sản Đảng chúng ta không có chút can đảm đi đầu thiên hạ, vậy sao có thể không biết xấu hổ mà tiếp tục ngồi vị trí lãnh đạo đây? Hứa Song Kỳ nghe câu này của Trương Dương mà nghẹn đến đỏ bừng mặt, tên nhãi này rõ ràng là đang nói bóng nói gió mình, nhưng gã vẫn phải nhẫn nại, Hứa Song Kỳ dựa vào lý lẽ nói, Bí Thư Trương, bất luận cậu nghĩ như thế nào, tôi vẫn phản đối quyết định ngày hôm nay của cậu, tôi thấy việc bổ nhiệm chức giám đốc tài chính này, không thể cậu thả qua loa như thế được, chuyện này cần phải được thông qua thảo luận thận trọng của cuộc họp thường ủy, do bộ tổ chức nhân sự khảo sát rõ ràng mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Trương Đại Quan Nhân mỉm cười, tôi không ý kiến gì, các vị muốn thảo luận thì có thể thảo luận, cũng có thể đi khảo sát, nhưng việc này tôi đã quyết định rồi. Hứa Song Kỳ nói, Bí Thư Trương, chúng ta là tổ chức đoàn thể lãnh đạo, không thể độc đoán một người nói là xong. Gã rõ ràng là đã không thể nhẫn nại được hơn nữa, như có ý muốn vạch mặt Trương Dương ra. Trương Dương vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, Chủ tịch Hứa, đừng nóng giận. Tôi cũng chỉ là muốn tốt cho Tân Hải. Bổ nhiệm Vương Chí Cương làm giám đốc tài chính cùng là do hiện tại cậu ta có khả năng bù đắp lỗ hổng tài chính của chúng ta, chủ tịch cho rằng quyết định của tôi là cậu thả, Vương Chí Cương người này không có năng lực đảm nhiệm chức vị đó. Tôi thừa nhận phán đoán của tôi chưa chắc đã đúng đắn, nhưng chủ tịch cũng không thể đảm bảo rằng quan điểm của chủ tịch là đúng 100%, tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chính là thực tế, Vương Chí Cương có được hay không. Tôi nói được không tính làm gì, chủ tịch nói cũng không thể tính. Phải kiểm nghiệm trong công tác thực tế, chủ tịch luôn nói để đợi thảo luận thường ủy, thảo luận được xây dựng dựa trên nền tảng gì đây? Cũng không phải là dựa vào quan điểm chủ quan để tiến hành sao? Bộ tổ chức khảo sát sao? Khảo sát gì đây? Hoàn cảnh chính trị là xuất thân. Chẳng qua cũng chỉ là dựa vào kinh nghiệm tiến hành, lịch sử cũng đã chứng minh nhiều lần, chủ nghĩa kinh nghiệm cuối cùng cũng chỉ gây ra phán đoán sai lầm. Vậy nên chúng ta phải cho Vương Chí Cương cơ hội. Chỉ có giao cho cậu ấy quyền mới có thể biết được rốt cuộc cậu ta có xứng đáng hay không. Chương 1408, giới hạn nhẫn nại 2. Hứa Song Kỳ không thể không thừa nhận, luận về việc đảo lộn tranh cãi vấn đề cả hai điều này, bản thân không phải là đối thủ của Trương Dương, tên nhãi này nói một cách hùng hồn đầy lý lẽ, dường như đúng đắn hết cả, Hứa Song Kỳ trong người hỏa giận xông lên cả ánh mắt, chỉ còn thiếu nước chưa phun lửa ra ngoài. Gã cho rằng mình đang đối mặt với một tên vô lại chính trị, lưu manh trốn quan trường, chẳng có gì để đàm luận với loại người như này. Gã đột nhiên nghĩ đến những lời mà Hạng Thành đã nói với mình, làm việc một cách dè dặt cẩn thận chưa chắc đã là nhát gan, cẩn thận không có nghĩa là sợ việc. Bây giờ xem ra lương tâm của Trương Dương không hề phát hiện ra bản thân gã đang một mực nhượng bộ, càng chịu đựng thì ngược lại càng trở nên trầm trọng hơn. Nếu đối phương vốn đã không nghĩ đến việc giữ thể diện cho lão đồng chí đây thì bản thân mình cần gì phải kiêng nhường thêm nữa, không thể chung sống hòa bình được thì đấu một trận, xem ai sợ ai. Hận khí của Hứa Song Kỳ là do Hạng Thành, gã biết Bí Thư Hạng chắc chắn sẽ đứng về phía mình. Hứa Song Kỳ nói, Bí Thư Trương, tôi vẫn giữ ý kiến của mình, nếu cậu không đồng ý xem xét lại. Vậy được, chúng ta đành phải lên thị nói rõ vấn đề này. Trương Đại Quân Nhân nghĩ thầm lão này rốt cuộc cũng ngã quân bài cuối với mình đây, tưởng ông sợ sao. Hắn buông luôn một câu, tùy chủ tịch, Hứa Song Kỳ đứng dậy đi thẳng, đi đến cửa lại nghe thấy Trương Dương hô to phía sau, chủ tịch Hứa, đừng quên bữa tiệc tối nay nhé. Hứa Song Kỳ lạnh lùng, tối tôi bận việc rồi, không đi được. Không chung đường thì không thể tương mưu, thằng nhãi danh không đáng cùng bàn. Hứa Song Kỳ trong lòng nghĩ thầm câu này, gã thẳng lưng. Lấy lại tinh thần vững vàng đi khỏi phòng làm việc của Trương Dương. Hứa Song Kỳ đi khỏi chưa lâu thì Phó Chủ tịch Thường vụ Đồng Ngọc Vũ đến tìm Trương Dương, y đến cũng vì chuyện cuộc họp hôm nay. Đồng Ngọc Vũ cho rằng trong nội bộ Thường ủy Tân Hải, mình và Trương Dương là thân cận nhất, dù sao cũng có tầng quan hệ với Lý Trường Vũ. Theo Đồng Ngọc Vũ, hôm nay là cơ hội gia tăng mối quan hệ với Trương Dương. Trong chốn quan trường quan hệ chưa chắc đã cần dùng đến tiền bạc để mở đường. Đồng Ngọc Vũ là một kẻ chính trị lão luyện, y hiểu về chốn quan trường Tân Hải này hơn Trương Dương nhiều, y có thể nhìn ra những hành động của Trương Dương trong buổi họp đã khơi dậy một cách nghiêm trọng tâm lý đối lập của các thường ủy,
vậy nên đã lựa chọn vào đúng lúc này tiến hành thành thật nói chuyện với Trương Dương, nói thẳng ra là biểu thị trung thành với hắn. Tâm trạng của Trương Dương rất tốt, thấy Đồng Ngọc Vũ tới, hắn cười vui vẻ, anh Đồng, đến đúng lúc quá, tôi đang chuẩn bị đi tìm anh đây. Đồng Ngọc Vũ cũng cười, bí thư Trương có sai khiến vậy. Trương đại quan nhân cười, nặng lời rồi, anh là tiền bối của tôi nào dám sai khiến anh chứ. Đồng Ngọc Vũ nói, không dám, đồng chí là lãnh đạo của tôi là cấp dưới. Tuy đã lớn tuổi nhưng nếu để nịnh bợ thì phải bỏ qua cái mặt già thâm niên này sang một bên. Trương Dương nói, cũng không có việc quan trọng gì, hôm nay có rất nhiều khách tới dự họp, đều là những nhân sĩ thành công trên thương trường. Tối nay tôi sẽ sắp xếp hai bàn tiệc ở nhà khách huyện ủy, mở tiệc tiếp đãi mấy vị thương gia này. Tôi sẽ đại diện phí huyện ủy, bên chính phủ huyện các anh cũng phải có một người đại diện đến. Đồng Ngọc Vũ đáp, bí thư cho GM tôi không thể đảm nhiệm quyền đại diện chính phủ huyện được, còn có chủ tịch Hứa. Trong đầu đã đoán ra được, hẳn là 80-90% lão Hứa Song Kỳ không đồng ý đi, không thì cũng không tới lượt mình. Trương Dương không giấu giếm gì nói, anh Đồng, chủ tịch Hứa hình như có chút ý kiến với tôi. Đồng Ngọc Vũ nói, không thể nào. Trương Dương nói tiếp, anh Đồ Ngầm anh hãy nói thật với tôi. Anh cảm thấy việc hôm nay tôi bổ nhiệm Vương Chí Cương làm chức giám đốc tài chính thế nào? Đồng Ngọc Vũ cười ha ha, chuyện này cũng khó nói. Tuy nhiên trước lúc đến đây, y đã đoán được Trương Dương có khả năng sẽ hỏi thế, trong đầu đã chuẩn bị sẵn, y nói, nếu đổi lại là tôi, thì tôi không có gan đưa ra quyết định bổ nhiệm này, bí thư Trương, tôi nói vài câu thực lòng mong cậu đừng giận. Trương Dương cười, anh cứ nói. Đồng Ngọc Vũ nói, có nhiều người nói quyết định hôm nay của cậu quá là cẩn thả. Trương Dương hỏi, anh cũng cho là như vậy. Đồng Ngọc Vũ vội lắc đầu, tôi không nghĩ như vậy, hôm nay suy nghĩ của đồng chí Vương Chí Cương thật sự rất sáng tạo, từ việc cậu ta có thể nghĩ ra chuyện nhờ các đơn vị doanh nghiệp đầu tư xây dựng trạm gác, là đã chứng minh rằng người thanh niên tuổi trẻ này rất thông minh, mọi người đều có thể nhận thấy, cậu ra thực sự đã giúp giải quyết vấn đề cực khó khăn này. Hơn nữa còn chế tạo hệ thống đèn đường sử dụng năng lượng mặt trời, có thể tiết kiệm không ít kinh phí cho huyện ta. Trương Dương cười, anh Đồng tôi không hỏi cái này, ý tôi là, anh có tán thành việc Vương Chí Cương làm giám đốc tài chính không? Đồng Ngọc Vũ nghĩ một lúc, cuối cùng cũng cười nói, tôi thấy cậu ấy trước đây không có kinh nghiệm về lĩnh vực này, để cậu ấy đảm nhận vị trí quan trọng như vậy thực có hơi mạo hiểm. Trương Dương nói, tôi cũng không rõ về Vương Chí Cương lắm, nhưng cậu ấy dám nghĩ dám nói dám làm. Đồng chí Triệu Hải Thanh tuy công tác tại vị đã nhiều năm, tích lũy được nhiều kinh nghiệm làm việc nhưng đồng chí ấy thiếu can đảm làm việc. Đổi thành anh đồng ý chọn một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại đủ dũng khí và đầy ý nghĩ đi làm việc hay là một người có kinh nghiệm nhưng thiếu mất mưu trí toan tính đi làm việc đây? Đồng Ngọc Vũ không nói gì, tuy trong lòng y không tán thành lý lẽ của Trương Dương nhưng cũng ngại không phản đối, y cho rằng Trương Dương có bổ nhiệm ai làm trước đó cũng không liên quan đến mình. Trương Dương nói tiếp, tôi chọn Vương Chí Cương cũng có thể là mạo hiểm, cũng có thể sẽ không đạt được hiệu quả mong muốn, nhưng nếu như tôi tiếp tục dùng Triệu Hải Thanh thì chỉ có thể thành người nhiều hơn việc, tất sẽ thất bại. Hắn mỉm cười, cho nên tôi tình nguyện mạo hiểm. Vương Chí Cương mãi đến xế chiều mới có cơ hội tiếp xúc nói chuyện trực tiếp với Trương Dương, lúc vị thanh niên trông có vẻ thư sinh này gặp Trương Dương cũng không hề lúng túng, anh ta kính cẩn nói, xin chào bí thư Trương. Trương Dương đặt chiếc bút ký tên xuống. Cười một cách thân thiết, TNOP tới đây. Ngồi đi. Vương Chí Cương định ngồi xuống chỗ ghế sofa, nhưng Trương Dương lại chỉ vào chiếc ghế đối diện mình, chiếc ghế này là hắn nhờ Phó Trường Trinh chuẩn bị trước. Vương Chí Cương đành ngồi vào vị trí mà Trương Dương chỉ định, cậu cười nói, bí thư Trương, tôi biết mục đích mà bí thư gọi tôi tới. Trương Dương nói, tôi chưa nói mà cậu sao lại biết được. Vương Chí Cương đáp, bí thư yên tâm, tôi không hứng thú gì với chức giám đốc tài chính cả. Chỉ là muốn thông qua cách này để giới thiệu về hệ thống nạp điện sử dụng năng lượng mặt trời này. Trước đây chúng tôi đã nhiều lần quảng cáo nó, nhưng lãnh đạo đều không coi trọng, tôi cảm thấy Cục Khoa học Kỹ thuật đã vất vả khổ cực nghiên cứu, cũng muốn được dùng kỹ thuật này để giúp ích cho dân tạo phúc cho xã hội. Còn chức phụ giám đốc tài chính gì đó tôi chưa từng nghĩ đến, bí thư cứ yên tâm ạ. Trương Dương nói, cái cậu này, có phải là dùng phương pháp này để kích động tôi không? Vương Chí Cương lắc đầu, không phải. Tôi thực không hề nghĩ mình sẽ làm giám đốc tài chính, trưa nay lúc về nhà đã bị cha mắng cho một trận, nói tôi không biết trời cao đấy dày là gì. Trương Dương nói, lời tôi cũng đã nói rồi, cậu còn định để tôi trở thành kẻ nuốt lời à, giám đốc Phương, theo tôi thấy, cậu thích hợp hơn cả đồng chí Hải Thanh, cậu bây giờ không muốn làm cũng đã muộn rồi,
có biết cái gì gọi là cưỡi lên mình hổ thì khó xuống chưa? Ngày xưa nếu hoàng đế muốn chiêu mộ hiền tài sẽ dán cáo thị. Cậu chỉ cần dám xé cáo thị xuống tức là đã ký nhận rồi, muốn hủy ước, thì sẽ bị khép tội khi quân, như cái đầu này của cậu đừng mơ là giữ được. Vương Chí Cường lè lưỡi, bí thư Trương, bí thư đừng dọa tôi, chúng ta bây giờ đâu còn ở cái thời Tân Trung Quốc xã hội chủ nghĩa nữa. Không đến nỗi chỉ vì chuyện nhỏ này mà đem tôi đi bắn bỏ chứ. Trương Dương cười, cái đó thì không chính xác, cậu đã có gan đứng ra trước mọi người thì cũng nên có gan đảm nhận chức vụ này. Người ngoài có nói thế nào cũng đừng quan tâm, bao nhiêu áp lực bên trên tôi sẽ đỡ giúp cậu, nhưng tiền đề là cậu phải đưa ra chủ ý cho tôi. Phải giúp tôi giải quyết khủng hoảng tài chính trước mắt, hiểu không? Vương Chí Cương đáp, bí thư Trương, bí thư đã nói như vậy thì tôi sẽ cố gắng làm thử một thời gian, chúng ta nói trước với nhau, nếu như tôi không xứng đáng, thì bí thư cứ thẳng tay đừng khách khí. Trương Dương nói, không cần cậu phải nói, nếu cậu không có bản lĩnh đó. Chưa cần ngồi nóng chỗ tôi đã lôi cậu xuống khỏi chức giám đốc đó rồi. Vương Chí Cương lúc này mới an tâm, cười đáp, bí thư Trương, thực ra Tân Hải khắp nơi đều là vàng, đáng tiếc trước đây các lãnh đạo không biết cách đi khai thác nó. Trương Dương nói, Vương Chí Cương à, khẩu khí của cậu rất lớn, ngoài hệ thống sử dụng năng lượng sạch này cậu còn có ý kiến hay gì nữa? Vương Chí Cương đáp, tạm thời cứ giải quyết xong việc này trước rồi tính, tôi cũng phải lưu lại vài con át chủ bài chứ. Nếu tôi dốc hết chút bản lĩnh của mình ra thì không biết bí thư Trương sẽ làm chuyện như vắt chanh bỏ vỏ qua cầu rút ván với tôi không đây. Chương 1409, để cho ngươi chơi một. Trương Dương cười ầm lên, không ngờ Vương Chí Cương một dáng vẻ thư sinh lại có thể hài ước đến vậy, hắn gật gật, được, không vội, tiến hành từng việc một, đúng rồi, cậu tốt nghiệp trường đại học nào vậy? Vương Chí Cương đáp, Thanh Hoa ạ, nhưng tôi vẫn chưa học xong. Mới chỉ nhận chứng chỉ chưa tốt nghiệp. Trương Dương hỏi, trông cậu rất tài hoa, có chuyện gì vậy? Vương Chí Cương nói, một lời khó tả, lúc tôi đi học đã yêu một giảng viên phụ đạo, thường xuyên qua lại nên không kiềm chế được, cô ấy có thai, tôi cũng không dự tính sẽ giữ đứa con này, nhưng cô ấy muốn giữ bằng được, kết quả bị nhà trường biết được, cô ấy từ chức, tôi bị lưu ban, thế là cả hai trở về Tân Hải, bây giờ cháu cũng được 6 tuổi rồi. Trương Đại Quan Nhân tròn xoe mắt nhìn, cái anh Vương Chí Cương này trông có vẻ nho nhã văn thơ, không ngờ cũng là nhân tài cấp này, Trương Đại Quan Nhân khen ngợi gã không dứt, dám làm dám chịu, đây mới là người trung thực. Vương Chí Cương cười đau khổ, vốn đây chỉ là chuyện riêng tư cá nhân, lẽ ra không nên nói với bí thư, nhưng chuyện này của tôi cả huyện Tân Hải đều biết, dù sao sớm muộn bí thư cũng biết, không bằng tự tôi nói ra, vợ tôi là Vương Học Ninh, vì chuyện này mà gia đình cô ấy xảy ra xích mích. Bây giờ đành làm giáo viên vật lý dạy cấp 3 trường nhất trung của huyện, chỉ là tạm thời. Trương Dương nói, có cơ hội chúng ta cùng làm quen nhé, tình cảm của hai vợ chồng cậu thật khiến tôi khâm phục. Vương Chí Cương nói, khâm phục gì ạ, đơn giản chỉ là không thể khống chế được tình cảm của bản thân. Bây giờ tôi nghĩ, chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa, cô ấy vẫn là giảng viên đại học, còn tôi không chừng đã tốt nghiệp bằng tiến sĩ của Thanh Hoa rồi. Trương Dương cười, tại ông mất mã chưa biết là họa hay phúc. Cậu bây giờ không phải là đã lên chức giám đốc sở tài chính sao? Vương Chí Cương cắn môi, cố lấy đủ dũng khí nói, bí thư Trương, còn có một chuyện nữa tôi phải thừa nhận với bí thư. Cậu cứ nói, thực ra tôi không phải là nhân viên cấp phó khoa gì hết, tôi chỉ là một nhân viên tạm thời của Cục Khoa học Kỹ thuật, cha tôi là một người rất thủ cựu, ông sợ người khác sẽ đàm tiếu, nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa giải quyết vấn đề biên chế cho tôi. Người khác thấy tôi là con trai ông nên nể mặt ông mới gọi tôi là trưởng khoa, thực ra tôi không là gì cả. Trương Dương sửng sốt, bấy giờ mới cười ha ha, hắn chỉ vào Vương Chí Cương à, tiểu tử cậu thật là rắc rối, đến biên chế cũng không có, mà đòi làm giám đốc sở tài chính sao? Vương Chí Cương nói, tôi cũng không nghĩ sẽ làm giám đốc sở tài chính gì cả, tôi chỉ muốn mượn cơ hội để tập trung sự chú ý của mọi người, chủ yếu là sự chú ý của bí thư. Hệ thống này là do tôi và vợ mình sáng chế ra, chúng tôi muốn nhờ đó mà cống hiến chút sức lực cho Tân Hải. Bí thư Trương, trước đây ở Thanh Hoa, tôi cũng từng là một sinh viên bằng kép, nếu không phải chưa tốt nghiệp, thì đã sớm nhận bằng cử nhân kinh tế rồi. Trương Dương nói, Vương Chí Cương, cậu chỉ cần ghi nhớ một câu nói, người có bản lĩnh vào tay tôi sẽ mãi mãi không bao giờ bị vùi dập, cậu không có biên chế phải không? Tôi sẽ giúp cậu. Người khác nghĩ rằng không thể một bước lên trời nhận được chức giám đốc sở tài chính, nhưng với tôi là chuyện bình thường. Trương Dương gọi ngay một cuộc điện thoại trước mặt Vương Chí Cương, hắn gọi cho chủ nhiệm bộ tổ chức nhân sự Tiêu Nãi Vượng,
hắn nói qua về vấn đề của Vương Chí Cương sau đó nêu ra yêu cầu, chủ nhiệm Tiêu, việc này anh nhất định phải giúp tôi, người này là một nhân tài, nếu không đưa được cậu ấy vào đội ngũ cán bộ thì thật là tổn thất lớn của quốc gia. Vương Chí Cương đứng bên cạnh nghe, tuy y cảm thấy da mặt mình rất dày, nhưng nghe xong câu này cũng không tránh khỏi đỏ mặt, vị bí thư trước mắt đây quả là quá lời rồi, sau này nếu mình mà không làm tốt chức trách, không chừng xấu hổ mà chết. Tiêu Nãi Vương nghe Trương Dương nói liên hồi lúc lâu, giờ mới nói, cậu đừng vòng vo với tôi nữa, chẳng phải là muốn sắp xếp cho người thân tín của cậu sao? Trương Đại Quan Nhân cười, chủ nhiệm Tiệu, chúng ta có thể nói uyển chuyển một chút hơn không? Tiêu Nãi Vượng đáp, tôi trước giờ chỉ thích nói thẳng nói thực, không thích vòng vo tam quốc, cậu thấy được tôi sẽ giúp cậu chuyện này, được rồi, không nói nhiều nữa, tiểu tử cậu chỉ cần làm tốt công tác ở Tân Hải, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ, tôi sẽ toàn lực ủng hộ cậu. Trương Dương cúp máy, quay sang nói với Vương Chí Cương, giải quyết xong rồi, vấn đề biên chế của cậu hai này sau sẽ được làm xong, nhưng cậu phải nhớ rằng, cần phải dựa vào bản lĩnh thật sự của mình, tôi có thể đỡ cậu lên được thì cũng có thể đá cậu xuống được. Vương Chí Cương lúc này mớ cảm động nói, bí thư Trương, bí thư yên tâm, con người ta sống còn phải ngẩng mặt, cây sống còn có lớp vở, tôi tuyệt đối sẽ không là bí thư mất mặt. Trương Dương nhìn đồng hồ, thôi không nói nhiều nữa, cậu bây giờ phải đảm nhận trách nhiệm giám đốc sở tài chính. Tối nay tôi tổ chức tiệc rượu, hãy đi cùng. Vương Chí Cương cảm kích gật đầu, không thành vấn đề. Tối đó Trương Dương chuẩn bị hai bàn tiệc, tham dự có giám đốc các ngân hàng chi nhánh Tân Hải, và bạn bè thương nhân, ngoài ra còn có các tổng giám đốc quốc doanh địa phương. Bữa tiệc bắt đầu, Trương Dương bày tỏ lòng cảm ơn đến các lãnh đạo ngân hàng đã đầu tư không hoàn trả cho công trình xây dựng trạm gác. Sau khi cạn ly ba chén rượu, Trương Đại Quan Nhân mới nói, có người nói tôi vừa mới chân ướt chan giáo tới Tân Hải, đã dương cờ đánh trống gây chú ý bề ngoài, không có chút đàng hoàng gì cả, tôi lại không nhận thấy như vậy. Một thành phố nếu như không có môi trường ổn định trị an tốt, cuộc sống của nhân dân sẽ bất ổn, tôi muốn hỏi thử các bằng hữu thương nhân ở đây, nếu các vị phải lựa chọn, các vị sẽ đầu tư trên một mảnh đất an bình hay là một nơi hỗn loạn đây? Thương Hải Long đáp, còn phải hỏi sao? Đương nhiên là cái đầu rồi. Trương Dương cười, cảm ơn đáp án của giám đốc Thường, chỉnh đốn trị an xã hội, không những liên quan mật thiết tới dân sinh mà còn gắn kết với cả kinh tế của chúng ta. Gắn bó chặt chẽ với sự phát triển của Tân Hải, ở đây tôi xin thông báo với mọi người một tin quan trọng, đơn xin duyệt đổi lên thành phố của Tân Hải đã gửi lên Quốc vụ Viện, lãnh đạo đảng và nhà nước vô cùng coi trọng vấn đề này, tôi nghĩ nửa năm nay sẽ có kết quả phê chuẩn. Tin này nhất thời làm cho mọi người có mặt đều phấn chấn cả lên, nếu Tân Hải chuyển lên thành phố, có tác dụng thúc đẩy lớn lao sự phát triển của các ngân hàng và doanh nghiệp. Trương Dương nói, cái khó ló cái khôn, Tân Hải muốn thay đổi nghèo khó lạc hậu. Cần phải đón nhận một đợt cải cách triệt để. Đợt cải cách này có thể không nhanh chóng hoàn thành trong thời gian ngắn, nhưng xin hãy tin rằng, con người tôi không hề thiếu thốn quyết tâm, càng không thiếu sự dũng cảm và thực lực để thực hiện mục tiêu. Các vị có tin không, cuộc cải cách lên thành phố của Tân Hải tất sẽ thành công, tương lai của Tân Hải sẽ cực kỳ tốt đẹp. Vương Chí Cương mới nhậm chức trưởng phòng tài chính sớm muộn sẽ trở thành nhân vật hết sức quan trọng, địa vị hiện nay của hắn ta trải qua một quá trình vô cùng kỳ bí. Điều đó chỉ là một phần, còn một lý do quan trọng hơn, đó chính là hệ thống năng lượng mặt trời có thể phát điện của hắn. Trên thị trường các doanh nhân đều rất nhạy bén đối với các cơ hội kinh doanh, bọn họ lần lượt đề xuất với Vương Chí Cương các vấn đề chi tiết, điều này chứng tỏ trong lòng của nhiều người vẫn còn đang hoài nghi về hệ thống của Vương Chí Cương. Vương Chí Cương tỏ ra rất tự mãn trả lời câu hỏi đầy tính hiếu kỳ của mọi người. Thực ra thì hắn vừa mới hoàn thành xong sản phẩm mẫu, giờ chỉ còn chờ đưa vào sản xuất nữa thôi. Trong lúc mọi người đang vây quanh đặt ra câu hỏi cho Vương Chí Cường, Kỳ Sơn bê ly rượu đến chỗ Trương Dương, cười nói, bí thư Trương, chúc cho việc kinh doanh của anh thành công. Trương Dương tiếp lời, mới bắt đầu thôi, đâu dám nói đến thành công, đường con dài lắm. Kỳ Sơn cười nói, gần đây tôi đang có ý định mở một nhà máy hải sản ở Tân Hải, nơi này rất sôi động, chỉ có điều còn vài điểm cần phải suy xét cho kỹ. Trương Dương cười nói, anh dự định sẽ đầu tư bao nhiêu? Nếu không nhiều lắm tôi có thể góp vốn cùng anh. Kỳ Sơn cười ha ha nói, 3 triệu, địa điểm đã chọn xong rồi, chỉ không biết, bí thư Trương có thể tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi hay không. Trương Dương quay về phía phó thị trưởng thường vụ Trần Gia Niên nói, phó thị trưởng, câu hỏi của Tổng Giám Đốc Kỳ có phải là quá kỳ quái không? Đối với dự án đầu tư ở Tân Hải, chúng ta tuyệt đối tạo mọi điều kiện tốt nhất để ủng hộ. Sẽ có các chính sách ủng hộ các vị,
với những quy định đã đề ra phù hợp với quy định của vùng Tân Hải, chúng tôi nhất định sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể. Ninh Cao Sơn cũng đi đến nói tiếp, Bí Thư Trương, tôi có một kiến nghị nhỏ, chỗ chúng tôi nằm ở thành phố Tân Hải, ngày nào cũng có khách từ nhiều nơi đến, nhưng xe khách của chúng tôi đi đến đâu cũng phải nộp phí đường, cho dù là đi vào hay đi ra đều bị thu phí, dù là xe từ ngoài đến hay xe ở địa phương cũng phải nộp tiền. Kỳ Sơn cũng nói đến việc này, tôi cũng có ý kiến. Cảnh sát giao thông ở Tân Hải các anh đúng là quá độc ác, chỉ cần là xe từ nơi khác đến đi vào chỗ chúng tôi, thì đều bị phạt. Chương 1410, để cho ngươi chơi 2. Trương Dương nói, không vi phạm mà cũng bị phạt sao? Kỳ Sơn đáp, nếu như thực sự sai mà bị phạt thì cũng cam lòng, nhưng nếu cảnh sát giao thông của các anh muốn phạt thì thiếu gì lý do? Trương Dương đáp, được, tất cả các kiến nghị của các anh tôi đều đã ghi nhớ. Vấn đề trạm thu phí đường trước nay tôi không chú ý đến lắm, việc này đối với hình tượng của thành phố Tân Hải thực sự có ảnh hưởng rất lớn, kỳ này tôi sẽ bàn bạc trao đổi với các lãnh đạo cấp cao về vấn đề thu phí đường, để cho thành phố Tân Hải có thể thực sự đón tiếp khách từ nơi khác đến. Sau bữa tiệc, Trương Dương và Thường Hải Long đến phòng của hắn để nói chuyện, Trương Dương đã có một ý tưởng mới, trong thời gian tới hắn muốn xây dựng thành phố Tân Hải trở thành một thành phố xanh. Thường Hải Long nói với hắn muốn thành một thành phố xanh không chỉ đơn giản là chỉ trồng một số cây xanh là xong, mà cần phải có quy hoạch tổng thể, muốn thay đổi trình độ và màu sắc tổng thể của thành phố cần phải có một chuyên gia quy hoạch đô thị. Thường Hải Long giới thiệu cho Trương Dương một vị chuyên gia, hiện nay đang là chủ nhiệm của Ban Đô thị và Kiến trúc Cảnh quan của Học viện Mỹ thuật Trung Quốc Trình Nhuận Sinh. Trương Dương xem qua một tác phẩm thiết kế của Trình Nhuận Sinh, hắn cũng hết lòng khen ngợi, điểm mạnh của Trình Nhuận Sinh chính là ở thiết kế cảnh quan đô thị. Trương Dương vốn đã nghĩ về một bậc thầy cao thủ khác về thiết kế đó là kỹ sư nổi tiếng người Ý Nouveau chồng của Chu Tiếu Vân, đối với hai vợ chồng nhà này chỉ cần hắn chịu mở lời, bọn họ nhất định sẽ không ngần ngại mà giúp hắn. Trương Dương gấp lại các tác phẩm thiết kế của Trình Nhuận Sinh nói. Hải Long, anh nhất định phải mời được kỹ sư đó qua đây giúp chúng ta thiết kế thành phố Tân Hải xanh, tôi muốn trong thời gian ngắn nhất, thành phố Tân Hải sẽ trở thành một thành phố xanh. Thường Hải Long nói, con mắt nhìn của kỹ sư rất rộng. Chả lẽ không đủ khả năng để làm được cho cái thành phố nhỏ bé này sao? Trương Dương nói, bây giờ là một thành phố nhỏ, sau này nhất định sẽ phát triển thịnh vượng. Sau đó Thường Hải Tâm và Hồ Nhân Như gõ cửa đi vào, Hồ Nhân Như cười nói như thế thì có tác dụng gì? Bí thư Trương ngày càng tâm huyết với nghề rồi. Trương Dương nói, để xây dựng một cuộc sống ấm no cho người dân, để không phụ sự tin cậy của lãnh đạo cấp trên giao cho, nếu tôi không làm được thành tích gì thì cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của mình. Thường Hải Long cười nói, nội hàm xây dựng ở đây có ý nghĩa rất phong phú, bây giờ trách nhiệm xây dựng thành phố xanh sạch đẹp là của các quận thành phố, đợi qua một thời gian thì đó là trách nhiệm xây dựng vệ sinh tất cả các thành phố trên đất nước, xây dựng thành thành phố xanh sạch đẹp mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân. Thường Hải Tâm nói, nghe có vẻ chức quyền cũng thật là lớn, tôi không gánh nổi trách nhiệm nặng nề như thế đâu, cũng may là tôi chỉ là phó. Nhìn thấy khuôn mặt của những người đó, Trương Dương không thích cách nói vòng vo bèn nói. Vương Quân Cường chỉ là một tên hữu danh vô thực, không có trách nhiệm nào cả, sự việc cụ thể như thế nào đều do cô chịu trách nhiệm. Hồ Nhân Như cười nói. Hải Tâm, quyền lực rất lớn đó. Thường Hải Tâm nói, tôi đến thành phố Tân Hải này để làm bí thư đoàn thanh niên cộng sản của thành phố, bây giờ anh thêm cho tôi cái chức phó chủ nhiệm, như thế tôi thực sự rất áp lực. Trương Dương nói, không có áp lực gì đâu. Đúng rồi, nhiệm vụ quan trọng nhất của cô bây giờ là đi liên lạc với kỹ sư Trình Nhuận Sinh, để hắn ta giúp chúng ta lên kế hoạch quy hoạch xanh thành phố Tân Hải, chúng ta nhất định sẽ không để hắn tốn công vô ích, sẽ có thù lao. Thường Hải Long nói, Trương Dương, vị kỹ sư này có lẽ sẽ không quan trọng về chuyện tiền bạc, hắn ta thiết kế một bản quy hoạch nhỏ cũng có thể kiếm được một khoản tiền lớn, nên muốn mời được hắn ta thì phải dựa vào thành ý của anh, và xem tâm trạng của hắn ta thế nào. Tôi nghĩ tốt nhất anh nên thu xếp thời gian vào thành phố Bắc Kinh một chuyến, xem có thể thuyết phục được hắn ta không. Trương Dương không hề nghĩ sự việc lại phức tạp như thế, hắn vốn vẫn nghĩ chuyện này chỉ cần để cho Thường Hải Long lo xếp là xong xuôi, nếu không được nữa thì để Thường Hải Tâm đi một chuyến, xem ra tên kỹ sư Trình Nhuận Sinh này rất có cá tính, Trương Dương nói. Qua hai ngày nữa hãy nói, dù sao thì việc cải cách thành phố, ta cũng cần đi thành phố Bắc Kinh một chuyến. Việc Trương Dương bổ nhiệm Vương Chí Cường sớm đã bị đệ đơn lên thành phố, sau hàng loạt những hành động quyết liệt của Trương Dương, các lãnh đạo cao cấp của thành phố đã có sự lo sợ, việc trưởng phòng tài chính Triệu Hải Thanh bị cách chức một cách bất ngờ,
làm cho rất nhiều đồng nghiệp cảm thấy lo lắng, ai mà biết được có một ngày sự việc xảy đến với Triệu Hải Thanh lại rơi đúng vào mình. Nhưng trước mặt Trương Dương phản đối chỉ có thị trưởng Tôn Đông Cường, nhưng không phải tất cả các cán bộ khác đều đồng ý với cách làm của Trương Dương, có rất nhiều người đã mật gửi đơn viết tay gửi đến bí thư thị ủy Hạng Thành, sau khi xem xong đống đơn, tức giận đến nỗi ném đống đơn bịch một cái xuống mặt bàn, vừa đúng lúc thị trưởng thành phố Tân Hải. Tôn Đông Cường và trưởng phòng tổ chức cũng đến phòng làm việc này, hai người này qua đây là muốn bàn bạc với Hạng Thành về việc của Trương Dương, cả hai đều phải hứng chịu cơn tức giận của Hạng Thành đúng là đồ độc đoán, độ lạm dụng chức quyền, cái tên Trương Dương này, làm sao có thể lấy chức quan ra làm trò chơi được chứ? Hai người đều hy vọng, sự tức giận này của Hạng Thành là do Trương Dương gây ra. Tôn Đông Cường nói, chúng tôi cũng là vì việc đó mà qua đây, rất nhiều cán bộ Tân Hải cũng qua đây vì chuyện này, bí thư Hạng Thành. Việc đồng chí Trương Dương làm thực sự quá táo bạo, đồng chí ấy không hề thông qua các thủ tục thông thường của cấp trên, mà bãi nhiệm một cán bộ làm việc lâu năm và không mắc một sai sót nào trong công việc. Điều đáng buồn cười hơn nữa, đó chính là đồng chí ấy đã lạm dụng chức quyền, chuyện lập chủ nhiệm phòng làm việc chính phủ thành phố mà không thông báo với cấp trên, cũng không thông qua sự đồng ý của bất cứ cán bộ nào. Tự ý hành động, Tôn Đông Cường phẫn nộ và tức giận nói. Mạnh Khai Trí cũng nói. Bí thư Hạng. Tôi cũng nhận được không ít đơn khiếu nại, Trương Dương làm như thế thật không đúng quy củ một chút nào, tôi nghĩ cần phải có người nói chuyện với đồng chí ấy, nếu đồng chí ấy làm như thế, thì đội ngũ lãnh đạo của thành phố Tân Hải sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Hạng Thành nói, vậy cậu đi nói chuyện với đồng chí ấy đi. Mạnh Khai Trí bị Hạng Thành đưa đến chỗ nghẹt thở, y không ngờ Hạng Thành lại có thể nhẹ nhàng đẩy hết sang cho y như vậy, nếu như việc này người nào cũng có thể nói chuyện được với Dương Minh, thì y còn mất công đích thân qua đây làm gì chứ. Mạnh Khai Trí cười khổ nói. Bí thư Hạng, thực ra trước đây tôi đã thử nói chuyện với đồng chí ấy, nhưng đồng chí Trương Dương lại không hề tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác. Hạng Thành bảo Mạnh Khai Trí đi nói chuyện thực ra vì đang tức giận nên nói thế, bây giờ đã bình tĩnh trở lại rồi, bèn đưa đống thư tố cáo của các đồng chí cán bộ thành phố Tân Hải cho Mạnh Khai Trí và Tôn Đông Cường, Tôn Đông Cường xem xong nói. Bí thư Hạng chúng ta nên cho hắn một lời cảnh báo, để hắn ý thức được sai lầm của mình. Hạng Thành nói, lần trước cậu không phải đã nói chuyện với hắn một lần rồi sao? Kết quả như thế nào? Tôn Đông Cường không biết phải nói gì. Hạng Thành lại nói tiếp, thế này đi, nếu như hắn đã nhất quyết cho rằng cách làm của mình là đúng, vậy chúng ta cứ cho hắn một khoảng thời gian và không gian, xem hắn có thể làm được trò gì nữa. Tôn Đông Cường nghĩ rằng tai mình nghe nhầm bên hỏi lại. Bí thư Hạng, ý của anh là chuyện này coi như bỏ qua sao? Hạng Thành vẫn chưa chắc chắn là sẽ bỏ qua chuyện này, nhưng hắn cảm thấy Trương Dương dám làm chuyện thách thức dư luận như thế này, chắc chắn hắn phải có sự hậu thuẫn của người quan trọng nào đó, không thì sao hắn dám làm như thế, nếu như phản ứng của hắn quá dữ dội, ngược lại sẽ rơi vào thế bị động, nếu như hắn đã muốn giở trò như thế thì để xem hắn có thể giở được trò gì, cứ để cho hắn leo cao, leo càng cao ngã càng đau. Thực tế đã chứng minh kế sách nhẫn nại của Hạng Thành là chính xác. Không lâu sau đó Mạnh Khai Trí đã nhận được chỉ thị của tỉnh trưởng Bộ Nội vụ để cho Vương Chí Cương nhận chức trưởng phòng hành chính thành phố Tân Hải, trong chuyện này Trương Dương xin ý kiến của lãnh đạo cấp trên rồi. Không đợi đến cuộc nói chuyện của Trương Dương với lãnh đạo đảng ủy của Cảng Bắc, tài liệu chi tiết của nguồn năng lượng mặt trời đã được đưa đến cửa phòng bí thư thị ủy Cảng Bắc rồi. Từ biểu hiện trên khuôn mặt hết sức điềm tĩnh của Trương Dương lúc nói chuyện, Hạng Thành đã biết tố chất tâm lý của hắn rất mạnh, đối mặt với các sức ép mà không hề run sợ. Hơn nữa, hôm nay hắn có sự chuẩn bị trước khi đến chứng tỏ hắn có tư tưởng rất tốt trước những tình huống đã có sự chuẩn bị trước. Chương 1411, để cho ngươi chơi 3. Hạng Thành ngay từ khi bắt đầu cảm thấy phẫn nộ thì giờ đã trở nên trầm tĩnh hơn, mặc dù lúc đầu hắn rất tức giận, nhưng sau đó nghĩ rằng, không nên quá coi trọng đối thủ, trước mắt của hắn không chỉ là độ tuổi hay trình độ chuyên môn đều quá nông, hắn ta chỉ là được kéo vào ngồi vị trí hiện tại. Là một đứa trẻ được người ta kéo đi cùng, cho dù hắn có đắc ý như thế nào, có lợi dụng chức quyền thế nào, thì hắn vẫn là một con chim non nớt không xứng đáng để y chú ý đến. Hạng Thành rất lịch sự mời Trương Dương ngồi xuống, y không bày tỏ bất kỳ sự khó chịu này, nếu không thì y đã không để cho Trương Dương có cơ hội gặp gỡ này. Trương Dương cười rạng rỡ nói, bí thư Hạng, hôm nay tôi đến là có việc muốn nói với ông. Hạng Thành nói, nói đi. Trương Dương để tư liệu của hệ thống năng lượng mặt trời có thể tự phát điện đèn giao thông để trước mặt Hạng Thành nói. Bí thư Hạng, đây là tư liệu của hệ thống năng lượng mặt trời có thể phát điện đèn giao thông, hệ thống này đã được thử nghiệm rất nhiều lần,
giờ đã ra đời sản phẩm, nếu như trong toàn bộ hệ thống đèn giao thông của Cảng Bắc này đều được thay thế bằng loại đèn này. Mỗi một năm có thể tiết kiệm một khoản tiền lớn, nếu tích lũy lớn trong một thời gian dài thì sẽ tiết kiệm được một số tiền khổng lồ. Hạng Thành cầm lấy tư liệu xem qua rồi nói. Tôi nghe nói cậu đang tham gia vào dự án chiếu sáng các quận ở Tân Hải, sao lại mang các tư liệu này đến chỗ tôi thế? Trương Dương Thành thật trả lời. Thưa Bí Thư Hạng, thành phố Tân Hải chúng tôi hiện nay đang gặp một số vấn đề về tài chính, nếu chỉ dựa vào thành phố Tân Hải để hoàn thành hạng mục này thì e là hơi khó. Vì thế mà tôi mang bản tư liệu đến đây để xin sự giúp đỡ. Hạng Thành nói. Phòng tài chính thành phố cũng không được dư giả cho lắm. Trương Dương cười nói, Bí Thư Hạng. Ông hiểu lầm rồi, tôi không muốn tiền của ông, mà tôi muốn đưa tiền cho ông, tôi nghe nói trong nội thành ở Cảng Bắc mới trong 2 năm mà đã phải thay toàn bộ hệ thống đèn giao thông, nếu như số tiền này thành phố có thể đầu tư vào dự án năng lượng mặt trời của chúng tôi, thành phố Cảng Bắc không những có thể đảm bảo được hệ thống đèn giao thông, hơn nữa lại không để thất thoát tiền cho người ngoài, cũng có thể giúp đỡ cho anh em ở bên thành phố Tân Hải, cứ như thế. Trong số tiền tiết kiệm của thành phố Cảng Bắc, chúng ta ai kiếm được một số tiền nhỏ đầu tư vào công trình xây dựng ở thành phố chúng tôi, như thế cả hai bên cùng có lợi, không phải là hợp tác một cách vui vẻ hay sao? Hạng Thành nói, nguồn tin của cậu thật là nhanh chóng, thành phố Cảng Bắc thực sự đang có kế hoạch thay toàn bộ hệ thống đèn giao thông, nhưng sản phẩm của các cậu đều chưa được sản xuất ra, chẳng qua chỉ là mô hình trên bản vẽ, cái thứ đồ mới chỉ trên giấy liệu có làm cho người ta tin tưởng được không? Trương Dương nói, chúng tôi có sản phẩm mẫu. Đằng sau sở kỹ thuật của chúng tôi cũng có hai cái, nếu cần ông có thể cử người đến xem xét. Hạng Thành cười nói. Trương Dương à, trong các bước đi của đảng không có sự luồn lách, làm bất cứ việc gì đều cần phải có thái độ đúng đắn, từng bước phải thật chắc chắn, không có chuyện có thể vòng vo ở đây đâu. Trương Dương nói. Tôi cũng là vì nghĩ cho Cảng Bắc mà thôi. Hạng Thành nói. Trương Dương, cậu muốn làm đẹp cho thành phố là một chuyện tốt, rất nhiều lãnh đạo thành phố không hiểu cách làm của cậu. Nhưng tôi không giống những người đó, tôi sẽ cố gắng ủng hộ cậu hết sức tôi có thể, tôi tin vào năng lực của cậu, chẳng qua là mọi người chưa nhận ra năng lực thực sự của cậu, thành phố Tân Hải đang thử thách cậu, tôi hy vọng cậu có thể sớm có thành tích rồi bọn họ mới không nói này nói nọ được. Hạng Thành dừng lại một chút, nói một cách nghiêm túc, Trương Dương, cậu nên làm rõ chức quyền của mình, đầu tiên là làm tốt chức trách của mình ở thành phố Tân Hải trước đã. Ý của ông ở đây chính là Trương Dương làm không tốt chức trách của mình. Hơn nữa lại còn can thiệp vào tình hình nội bộ ở Cảng Bắc nữa, không phải là ôm đồm quá nhiều chuyện hay sao? Ông còn chưa tìm hắn để tính sổ, hắn lại dám đánh vào địa bàn của ông rồi, muốn lấy tiền từ tay của ông sao, đừng có hòng. Nếu như Hạng Thành đã nói đến sự việc này, Trương Dương cũng từ bỏ việc thuyết phục này, hắn cười cười nói. Bí Thư Hạng, thực ra tôi thấy hệ thống này thực sự rất tốt, đèn giao thông cũ hao phí rất nhiều tiền, tôi cũng xem qua một số tài liệu. Bây giờ các nước tiên tiến trên thế giới đều sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời, đây là một nguồn năng lượng sạch. Hạng Thành không nói gì, ánh mắt hướng lên đồng hồ treo tường trong phòng, tỏ ý muốn tiễn khách. Trương Dương nói, Bí Thư Hạng, không còn việc gì nữa, tôi xin phép về. Hạng Thành gật gật đầu, chỉ vào đống tài liệu trên bàn nói, đừng quên cái này. Thái độ của Hạng Thành thể hiện ông không thèm đếm xỉa gì đến đống tài liệu năng lượng mặt trời của Trương Dương. Trương Dương cầm đống tài liệu khuôn mặt vẫn giữ được nét thản nhiên mỉm cười. Trước khi rời đi, Hạng Thành không nhìn được nữa nhắc nhở Trương Dương. Trương Dương, nhất định phải giữ mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp. Trương Dương quay người lại mỉm cười nói. Xin Bí Thư Hạng yên tâm, sở trường của tôi là giữ mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Trương Dương đến bãi đỗ xe của Bí Thư Thị ủy, đến chỗ đỗ xe của hắn, mở cửa ra, đang định bước vào thì đã thấy Hồ Nhân Như ngồi sẵn trong xe đợi hắn. Hôm nay hắn và cô là hai người chung đường, Hồ Nhân Như đến thành phố Tân Hải này là để giúp Trương Dương, ở xưởng thuốc vẫn còn nhiều việc phải làm, lần này quay trở về thành phố Giang Thành chủ yếu để gặp mặt Lưu Diễm Hồng, vài ngày trước đó hắn và đã giao hẹn nhau mọi việc với nhau rồi, bây giờ chỉ còn một nhiệm vụ nữa, đó là đem dự án năng lượng mặt trời đến giới thiệu với Bí Thư Thị ủy thành phố Giang Thành ông Đỗ Thiên Giã. Trương Dương vốn nghĩ là việc này chỉ cần nói với Bí Thư Thị ủy Cảng Bắc là có thể giải quyết xong. Sau khi Trương Dương nghiên cứu và nghe kiến nghị của các chuyên gia về dự án năng lượng mặt trời, Trương Dương cảm thấy rất tự tin về dự án này. Hắn nhận thấy đây là một dự án có tính khả thi, nếu như thực sự có thể triển khai hạng mục này với quy mô rộng, thì sẽ tiết kiệm được một nguồn nhiên liệu lớn cho tỉnh. Chính bởi vì thành phố Cảng Bắc đang có dự án thay đổi toàn bộ hệ thống đèn giao thông, nên Trương Dương mới đem dự án này đến đây thuyết phục trước,
đúng như hắn ta vừa mới nói, không để tiền của tỉnh rơi vào tay người ngoài. Nếu như thành phố Cảng Bắc áp dụng hệ thống đèn giao thông sử dụng năng lượng mặt trời, thì phòng tài vụ của thành phố giảm bớt được bao nhiêu áp lực, bọn họ có thể tiết kiệm một khoản tiền cho tỉnh, thành phố chắc chắn sẽ lấy một khoản tiền đầu tư cho thành phố Tân Hải, đáng tiếc thay. Nguyện vọng của Trương Dương bị phá tan tành, bí thư Hạng Thành đối với dự án này không có một chút hứng thú. Hồ Nhân Như nói, sao cơ, chuyện này sao lại thành ra như thế? Trương Dương ném tập tài liệu về năng lượng mặt trời ra ghế sau nói. Bí thư Hạng không có hứng thú với dự án này, người ta không muốn đổi một khoản tiền để đổi đèn giao thông, cũng không muốn vung tiền để giúp cho dự án của thành phố chúng ta. Hồ Nhân Như nói, vậy thì chỉ có thể trách ông ta không có mắt nhìn. Trương Dương, em đã nghiên cứu kỹ dự án này rồi, lại còn gọi điện hỏi không ít chuyên gia nữa. Vương Chí Cao không hề nói khoác, hệ thống này của hắn ở nước ngoài thực sự đang dẫn đầu. Trương Dương nổ xe, đợi xe đi cách xa phòng của bí thư đảng ủy, Hồ Nhân Như mới nói. Nếu như có thể, em cũng muốn được đầu tư vào dự án này. Trương Dương cười đáp. Chuyện này không giống so với những gì mà em thấy, tình hình bên này hơi phức tạp. Anh đảm bảo chỉ cần em có mặt ở đó chỉ một lát thôi anh tin em sẽ gửi thư tố cáo lên ủy ban kiểm tra kỷ luật. Hồ Nhân Như chớp chớp đôi mắt tuyệt đẹp, nhẹ nhàng nói. Trốn quan trường hiểm độc, đến đâu cũng là muốn hại nhau, thật không hiểu sao anh vẫn cứ ở lại cái nơi hỗn loạn ấy. Trương Dương nói, con người làm việc gì thì cũng làm từ đầu đến cuối, Hồ Nhân Như anh làm ở trốn quan trường bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên anh làm về lĩnh vực này, anh muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy, Trương Dương này có khả năng làm những chuyện khác hay không. Hồ Nhân Như đặt bàn tay lên đùi của Trương Dương nói. Chắc chắn anh có thể làm được rồi, điều này không cần phải chứng minh. Trương Dương cười lớn nói, hai ngày nay chúng ta không có cơ hội thân mật nhau rồi. Thế thì tối nay đi khách sạn Nam Hồ ngủ một giấc thật ngon mới được. Sắc mặt của Hồ Như Nhân tự nhiên ửng hồng lên nói. Anh ấy à, chỉ có giỏi ngủ thôi. Trương Dương nháy mắt với Hồ Nhân Như cười nói, chỉ sợ anh muốn ngủ mà có người lại không cho anh ngủ thôi. Từ Tân Hải đến thành phố Giang Thành chỉ mất 2 giờ đi xe, Trương Dương chở Hồ Nhân Như đến trước cửa xưởng thuốc, sau đó một mình hắn phi thẳng đến trụ sở làm việc của bí thư thị ủy thành phố, lúc đến đó là vừa đúng 11 giờ tròn. Bí thư thị ủy thành phố vừa kết thúc cuộc họp thường ủy, đặc biệt ở lại để đợi người bạn cũ ghé qua. Chương 1412, để cho ngươi chơi 4. Trương Dương hùng hổ tiến vào văn phòng làm việc của bí thư thị ủy thành phố Đỗ Thiên Dã, hắn không nói gì cả mà cầm luôn tách trà mà Đỗ Thiên Dã đặc biệt chuẩn bị cho hắn uống trước. Đỗ Thiên Dã nói, cậu đến thật đúng lúc, trước giờ ăn cơm chưa thì đến, là muốn tôi xem tôi tiếp đãi cậu thế nào. Trương Dương cười nói, hôm nay tôi qua đây là có chuyện công việc cần nói, chuyện ăn uống chúng ta nói sau, giờ chúng ta bàn việc chính trước đi. Đỗ Thiên Dã nói, giờ rời sao, cậu muốn nói chuyện công việc, đặt công việc lên hàng đầu. Trương Dương nói, tôi trước đến giờ đều như thế. Hắn ngồi đối diện với Đỗ Thiên Dã nói, thư ký Đỗ, được làm bạn với ông là phúc phận của tôi, ông nhìn xem, tôi vừa gặp được một chuyện tốt, người đầu tiên nghĩ đến chính là ông. Đỗ Thiên Dã cười nói, cái tên tiểu tử này, vòng vo quá có chuyện gì mau nói xem nào. Cái tố chất này của anh, đúng là một cán bộ lãnh đạo tốt, một vị tỉnh trưởng tỉnh Bình Hải trong tương lai, lời nói phải thật rõ ràng, đúng là một tấm gương tốt cho những cán bộ nhỏ như tôi học tập. Đỗ Thiên Dã cười lớn nói, đúng, đúng vậy, tôi là một cán bộ thẳng thắn, bí thư Trương, không biết hôm nay đến có việc gì muốn chỉ giáo đây. Trương Dương nói, trên đường đi đến đây. Tôi có phát hiện hệ thống đèn giao thông ở đây đã cũ và hỏng đi rất nhiều, nên thay mới toàn bộ đi. Đỗ Thiên Dã nói, cậu là bí thư thị ủy Tân Hải, chuyện của thành phố Giang Thành không cần cậu phải bận tâm. Trương Dương nói, đồng chí Đỗ Thiên Dã, thái độ này của đồng chí rất dễ làm tổn thương người khác đó, dù sao thì trước kia tôi cũng từng là cán bộ của thành phố Giang Thành, quan tâm đến thành phố của mình lẽ nào là sai sao? Đỗ Thiên Dã cười nói, Trương Dương ơi là Trương Dương. Cái tên tiểu tử này, cậu có biết cậu đang động chạm đến tổ kiến lửa không? Tố chất, chú ý đến tố chất. Đỗ Thiên Dã nói, cậu đến đây, có phải vì muốn tìm nguồn cầu viện đúng không? Cầu viện, với thực lực của tôi cần gì phải cầu viện ai chứ? Tôi chỉ là tiện đường qua thăm anh thôi. Hắn đưa tài liệu dự án năng lượng mặt trời dùng cho đèn giao thông cho Đỗ Thiên Dã xem. Trương Dương nhẫn nại ngồi uống trà, nhân tiện quan sát luôn biểu hiện trên khuôn mặt của Đỗ Thiên Dã. Phải mất hơn 30 phút Đỗ Thiên Dã mới xem xong tập tài liệu,
phải nói rằng tập tài liệu của Trương Dương không hẹn mà lại trùng với ý tưởng của Đỗ Thiên Dã. Năm nay thành phố Dương là năm có tốc độ phát triển nhanh chóng nhất, thành phố được xây dựng tươi đẹp hơn, xanh sạch hơn, thay đổi toàn bộ diện mạo của thành phố. Trước đây mấy ngày, trong cuộc họp thường vụ cũng có đề cập đến vấn đề này, các thường vụ nhất trí cho rằng nên thay toàn bộ hệ thống đèn giao thông bằng đèn sử dụng năng lượng mặt trời. Có điều theo sự hiểu biết của bọn họ thì sản phẩm này cần phải nhập khẩu, mà lại có giá thành rất cao. Đỗ Thiên Dã xem xong tập tư liệu về sản phẩm đèn giao thông sử dụng năng lượng mặt trời này đã kinh ngạc phát hiện ra đèn giao thông này rẻ hơn rất nhiều so với loại đèn giao thông cổ điển. Đỗ Thiên Dã nói, Trương Dương, loại hệ thống này đã được sản xuất chưa hay vẫn còn nằm trên lý thuyết? Trương Dương nói, đã có sản phẩm mẫu rồi, tôi là bạn lâu năm của anh. Nói thật là trước khi đến đây tôi đã đưa tập tài liệu này cho bí thư Hạng Thành xem rồi. Ông ta nói thế nào? Trương Dương nói, nếu như ông ta có hứng thú với dự án này, thì tôi đã không đến tìm anh rồi. Đỗ Thiên Dã nói, nếu như tập tài liệu tốt này như lời cậu nói, sao ông ấy lại không có chút hứng thú nào với nó? Trương Dương nói, bí thư Đỗ, không dám giấu anh, nếu như thành phố Tân Hải chúng tôi có thể tự mình hoàn thành dự án này, thì dự án tốt như thế này tôi sẽ không chia sẻ cùng ai hết. Đỗ Thiên Dã nói, bí thư Tân Hải, người anh em tốt. Anh mới làm bí thư mới có mấy ngày, đã đi theo bí thư thành phố rồi. Trương Dương cười nói, những vấn đề cải cách thành phố đều đã được đưa lên quốc vụ viện rồi, bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Chuyện này, trên thực tế tôi đã đệ trình trực tiếp lên chỗ quốc vụ viện rồi. Đỗ Thiên Dã nói, anh đúng là cái tên làm chuyện gì cũng không theo quy tắc nào hết. Bảo sao bên Cảng Bắc không vui vẻ với anh được. Trương Dương nói, nếu như đơn đệ trình đưa vào tay họ, thì không biết đến năm nào tháng nào mới được cấp phê chuẩn chứ. Đỗ Thiên Dã nói, được rồi, chúng ta đừng nói chuyện chính trị nữa, nói tiếp về hệ thống chiếu sáng này đi, anh có sáng kiến gì không? Trương Dương nói, chúng tôi có kỹ thuật, nhưng lại không có năng lực sản xuất ra hệ thống này, bên các anh chắc sẽ có khả năng. Đỗ Thiên Dã gật gật đầu, gã nói rất tự tin. Các anh lo không có khả năng sản xuất, và lo không đủ tiền để thực hiện dự án này, chính vì thế mà anh mới đến tìm tôi. Trương Dương nói, sự phát triển hiện tại của dự án vượt xa so với tưởng tượng của chúng tôi, công trình quản lý đô thị cần có mối liên hệ mật thiết với bước đi của thời đại, thực ra đối với hệ thống chiếu sáng này, rất nhiều doanh nhân đều rất hứng thú. Chỉ cần tôi gật đầu, thì người muốn đến đầu tư nhất định sẽ làm cho cửa vào của Tân Hải chật cứng người. Nhưng tôi nghĩ rằng, người thương nhân lấy lợi ích làm đầu. Bọn họ đầu tư chắc chắn là vì mong đợi khoản lợi nhuận khổng lồ sẽ thu được, còn chúng ta đều là những quan chức phục vụ cho người dân, tất nhiên là sẽ suy nghĩ làm sao đem được khoa học kỹ thuật để đem lại lợi ích lớn nhất và thiết thực nhất cho người dân và cho đất nước. Người nghiên cứu dự án này là một đôi vợ chồng thuộc Cục Khoa học Kỹ thuật của chúng tôi, dựa vào những biện pháp của tôi, dựa vào chính sách của chính phủ, sản xuất hệ thống chiếu sáng này, nhất định sẽ thành một điểm sáng kinh tế. Có điều chúng tôi lại không đủ thực lực để làm nó một mình. Đỗ Thiên Dã nói, cách suy nghĩ của anh rất tốt, Trương Dương, chúng ta là bạn tốt của nhau, nhưng công việc vẫn là công việc, khi chúng ta làm việc nhất định không được để tình cảm riêng tư xen vào trong công việc. Tôi có thể nói với anh rằng, đối với dự án hệ thống chiếu sáng này, tôi thực sự cảm thấy rất hứng thú, thành phố Giang Thành thực sự đang có kế hoạch thay mới toàn bộ hệ thống đèn đường, đang trong giai đoạn bàn bạc, nếu như có thể chứng minh được sản phẩm của anh có tính thực tế, tôi có thể đảm bảo. Trong tháng này có thể đầu tư ngay vào dự án này, Phong Trạch sẽ có một nhà máy điện quang trong tương lai không xa, sẽ có khả năng tự sản xuất hệ thống đèn đường, đó chính là doanh nghiệp quốc doanh. Trương Dương nói, có một số việc tôi cần phải nói trước với anh, chúng tôi đầu tư kỹ thuật, những cái khác đều là các anh đầu tư, sau này lợi nhuận sẽ chia 5 năm. Đỗ Thiên Dã không nhịn được cười nói, Trương Dương ơi là Trương Dương, hệ thống kia vẫn chưa hoàn thành, sao anh đã nghĩ đến việc chia chác? Có phải là quá nóng lòng rồi không? Trương Dương nói, tôi cảm thấy vô cùng tự tin với dự án này, một chuyện tốt như thế này, tôi thực sự không muốn chia sẻ với ai, cho dù là anh. Nếu như đã thế, thì ngày mai tôi sẽ cho người đến cho anh khảo sát, trong vòng một tuần nhất định sẽ quyết định xong chuyện này, nếu như dự án thực sự có tính khả thi, trong tháng này chúng tôi sẽ tiến hành đầu tư. Trương Dương và Đỗ Thiên Dã đều là những con người quyết định nhanh chóng. Hai người chỉ cần nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ đã quyết định xong được việc này, Đỗ Thiên Dã đang suy nghĩ liệu tài liệu mà Trương Dương mang đến có thực sự tiên tiến đảm bảo an toàn với môi trường hay không, còn Trương Dương rất cần sự giúp đỡ từ thành phố Giang Thành có tiềm lực kinh tế mạnh mẽ, hai người này đều muốn đạt được thứ mình mong muốn.
Đỗ Thiên Dã thấy đã đến thời gian ăn trưa, bèn nói với Trương Dương, chúng ta cùng đi ăn cơm văn phòng nhé, buổi chiều tôi còn có cuộc họp không tiếp rượu cùng anh được. Trương Dương nói, tôi cũng không có ý định ăn trưa cùng anh, bữa trưa tôi có buổi hẹn rồi. Đỗ Thiên Dã nhắc khéo, anh ấy à, chuyện tình cảm là phải chú ý một chút, đừng có mà lăng nhăng này nọ, anh làm việc gì có lỗi với Yên Nhiên là tôi không tha cho anh đâu. Trương Dương nói, anh yên tâm, đúng rồi, còn một chuyện nữa, nếu như lần này chúng ta hợp tác thành công, sản xuất ra một loạt sản phẩm thì đưa đến Tân Hải dùng trước. Đỗ Thiên Dã cười ha ha nói, được, cứ để các anh làm chuột bạch thí nghiệm trước. Sau khi Trương Dương rời đi, lập tức đi thẳng đến nhà hàng Nhã Vân Hồ, đó là nhà hàng 5 sao mới được khai trương cách đây không lâu, Phó Bí Thư tỉnh Bình Hải, trưởng phòng giám Lưu Diễm Hồng Hồng Sát đã nghỉ tại nơi đây. Trương Dương đi thẳng đến phòng ăn hắn dừng lại, ngắm nhìn toàn bộ cách bài trí của phòng ăn, không thể không công nhận rằng Đỗ Thiên Dã đã tốn rất nhiều công sức vào cải tạo không gian ở Nhã Vân Hồ và Nam Hồ. Đến ngày hôm nay đã thấy được không gian đầu xuân tươi đẹp, có hồ nước chảy róc rách, trên hồ nước là những cây cỏ xanh tươi mơn mởn, bên cạnh hồ nước là những đèn sáng các màu, đúng là ngủ trong một mùa đông dài lạnh giá bước vào thời kỳ phục hưng. Chương 1413, thả dây dài 1. Lưu Diễm Hồng ngồi bên cửa sổ nhìn ra trước hồ, ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ đến đúng chỗ cô ngồi, khiến cô cảm thấy mệt mỏi dã rời. Không kìm được ngáp một cái khi nhìn cảnh sắc ở bên ngoài cửa sổ của Nhã Vân Hồ, Lưu Diễm Hồng đột nhiên phát hiện ra cả đời cô đều sống trong công việc. Rất ít khi mới có thời gian ngồi ngắm quang cảnh như bây giờ, thậm chí đến việc cảm nhận ánh sáng mặt trời chiếu lên người cũng là một thứ xa xỉ đối với cô. Trương Dương nhẹ nhàng đột ngột xuất hiện trước mặt cô, nhìn sắc mặt như người đang mê mẩn trước quang cảnh, hắn không muốn làm phiền cô. Mà ngồi xuống bên cạnh cô, Lưu Diễm Hồng nhận ra được sự xuất hiện của người bên cạnh. Quay người lại cười cười với Trương Dương nói. Ban ngày ban mặt sao lại xuất hiện ma quái thế này? Trương Dương đáp, chị Lưu, nhìn chị thưởng thức cảnh đến mê mẩn như thế, không nỡ làm phiền chị. Lưu Diễm Hồng nói, món ăn đã gọi xong hết rồi, cậu nhìn xem bàn ăn có món nào không thích ăn không? Trương Dương nói, có thể ngồi cùng nói chuyện với chị Lưu thì ăn gì uống gì không quan trọng. Ồ, đúng là ngày càng giỏi ăn nói, đúng là không hổ danh bí thư của Tân Hải. Đến tài ăn nói cũng lên trình độ rồi. Trương Dương nói, các tố chất trong người tôi đều rất tốt, tài ăn nói thì càng không phải nói. Chị Lưu, chị triệu tập tôi từ phương xa lặn lội đến đây, có chuyện gì muốn chỉ giáo chăng? Lưu Diễm Hồng nói, ăn trước đã. Cô gọi phục vụ mang thức ăn vào, sau khi hỏi qua ý kiến của Trương Dương, liền gọi đặc sản của Thanh Giang lên. Trương Dương uống một ngụm rượu, ăn một ít thức ăn rồi nói, không được, món ăn ở đây hơi nhạt, thiếu cái mùi của nắng và gió. Lưu Diễm Hồng nói, nơi này làm tôi nhớ đến Tây Hồ. Trương Dương nói, Nhã Vân Hồ diện tích khá lớn, có lẽ là rộng hơn Tây Hồ, nhưng đáng tiếc không thể nào có được không gian như ở Tây Hồ được. Lưu Diễm Hồng nói, thời gian qua cậu ở Tân Hải làm được những gì rồi? Trương Dương nói, làm được gì chứ? Vừa mới chân ướt chân ráo đến, trăm công nghìn việc. Lưu Diễm Hồng bị câu nói đó của Trương Dương làm cho phì cười nói, tình hình của Tân Hải xấu đến thế sao? Trương Dương đáp, tôi vừa mới đến được một thời gian, vẫn chưa thâm nhập hoàn toàn được vào bên trong, nhưng đối với những yếu kém của Tân Hải có thể nắm rõ trong tay. Lưu Diễm Hồng nói, Tân Hải, Cảng Bắc có nhiều điều kiện thuận lợi như thế, hoàn toàn có thể trở thành điểm sáng kinh tế của Bình Hải, nhưng sự thật thì lại không như thế, Cảng Bắc lại là nơi có kinh tế yếu nhất Bình Hải, chuyện này có lẽ là có liên quan đến trình độ của lãnh đạo rồi. Trương Dương gật đầu lia lịa nói, đúng thế, chắc chắn có liên quan đến lãnh đạo. Lưu Diễm Hồng cười nói, xem ra mối quan hệ của cậu với Hạng Thành không được tốt lắm. Trương Dương đáp, tôi đến đâu cũng bị lãnh đạo ghét mà. Lưu Diễm Hồng nói, không phải chứ, bí thư Tống không thích cậu sao lại gả con gái yêu của ông ấy cho cậu chứ? Cả bí thư Cố và bí thư Kiều đều quý cậu đó thôi. Trương Dương nói, chị Lưu, hôm nay chị gọi tôi đến đây là vì chuyện gia đình hay là vì chuyện khác? Hắn cảm thấy chị Lưu tìm hắn nhất định phải có việc gì đó. Lưu Diễm Hồng nâng chén rượu lên cười nói, Trương Dương, hôm nay tôi gọi cậu đến, là có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Trương Dương gật đầu nói, chị Lưu, chỉ cần là chuyện tôi có thể làm được chị cứ nói, chuyện của người khác tôi có thể không làm, nhưng chuyện của chị tôi nhất quyết không từ chối. Lưu Diễm Hồng nói, đây không phải là việc của bản thân tôi, chuyện này là chuyện công việc. Trương Dương nói, việc công. Lưu Diễm Hồng gật đầu nói, mấy ngày trước tôi có nhận được thư tố cáo mật. Nói đến đây cô dừng một chút, Trương Dương cảm thấy có chút lo lắng,
nói thấp giọng. Tố cáo tôi sao? Lưu Diễm cười nói, cậu thật là, cứ việc xấu nào cũng đều vơ vào mình là sao? Trương Dương biết việc này không có liên quan đến mình, cười ngượng nói. Không phải người ta thường nói một lần bị rắn cắn 3 năm sợ dây thường sao? Tôi đã vào trốn quan trường hơn 3 năm rồi, có không ít lời gièm pha. Lưu Diễm Hồng nói, không phải cậu từng nói là không bị người ta ghét là kẻ tầm thường sao? Trương Dương nói, câu này chỉ sử dụng với tôi thôi, với người khác thì không được. Chị Lưu, chúng ta lúc nãy có nói tới chuyện tố cáo, cuối cùng là muốn tố cáo ai thế? Lưu Diễm Hồng nói, chuyện tố cáo này có liên quan đến Cảng Bắc, bên trong không có chứng cứ cụ thể, cũng không nói cụ thể là ai. Trương Dương nói, loại tố cáo này không phải là đã có nhiều rồi sao, nếu như đã không có chứng cứ cụ thể, dựa theo phương thức xử lý của kỷ ủy thì chuyện này không cần cần cấp cao xử lý, tại sao chị lần này lại coi trọng nó như thế? Lưu Diễm Hồng nói, tuy lần này tôi không nắm được chứng cứ cụ thể, nhưng sự tình ở Bắc Cảng có chút bất thường. Trương Dương nói, tôi cũng cảm thấy Cảng Bắc này có gì đó không được minh bạch. Hắn chớp chớp mắt nói. Chị Lưu, hôm nay chị tìm tôi đến, có phải muốn tôi giúp chị điều tra vụ này, nhưng bây giờ tôi là bí thư của Tân Hải, những chuyện như thế này không còn thuộc thẩm quyền của tôi nữa rồi. Lưu Diễm Hồng hiểu nhầm ý của Trương Dương, tưởng hắn muốn kiếm chức quan, nên trừng mắt nói. Sự việc còn chưa bắt đầu làm mà đã muốn kiếm một chức quan rồi sao? Trương Dương cười nói, chị Lưu. Chị đừng nghĩ về tôi như thế, Tân Hải đang tiến hành cải cách lên thành phố, tôi đang là thân phận của bí thư huyện lên bí thư thành phố, thử hỏi liệu tôi có đồng ý đổi chức bí thư thị thành phố lấy chức bí thư kỷ ủy không? Lưu Diễm Hồng nói, dã tâm của cậu thật là lớn, muốn lên thành phố, đâu có phải là chuyện dễ dàng đâu. Cho dù người khác có nói thế nào thì Trương Dương vẫn rất tự tin với dự án cải cách lên thành phố, hắn tin tưởng chắc chắn chuyện này đã được định đoạt, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả. Lưu Diễm Hồng không hề biết rằng Trương Dương đã có được thông tin mật, chỉ là cảm thấy tên tiểu tử này từ sau khi lên chức bí thư huyện ủy thì sự tự tin của hắn lại càng lên rất cao. Trương Dương nói, chị Lưu, chị nghi ngờ trong nội bộ của Cảng Bắc có vấn đề. Lưu Diễm Hồng gật đầu. Dựa theo những gì tố cáo trong này thì, tất cả mọi việc ở Cảng Bắc đều trong lợi ích và thế lực to lớn của cả một tập đoàn đều được lấy từ tên của một người. Trương Dương hỏi. Ai? Đinh Cao Sơn. Trương Dương không cảm thấy bất ngờ, thậm chí khi Lưu Diễm Hồng nhắc đến cái tên của Đinh Cao Sơn, hắn cũng đã nghĩ đến nhân vật này rồi. Tuy không gặp Đinh Cao Sơn mấy lần, nhưng với thể lực của Đinh Cao Sơn, Trương Dương cũng hiểu được phần nào. Tại thành phố Hải Cảng, rất nhiều người mối quan hệ giữa buôn lậu và giàu có là không thể tách rời. Lưu Diễm Hồng nói, công việc làm ăn buôn bán của Đinh Cao Sơn được đăng ký kinh doanh ở Tân Hải, thuộc quyền hạn của cậu, là một bí thư huyện ủy. Cậu là người có trách nhiệm và nghĩa vụ điều tra việc này. Trương Dương nói. Đợi khi tôi quay về sẽ lệnh cho bí thư kỷ ủy tiến hành điều tra. Lưu Diễm Hồng lắc đầu nói, Trương Dương, sở dĩ tôi chọn thành phố Giang để gặp mặt, chính là để sự việc này không gây sự chú ý của nhiều người. Tất cả những dấu vết đều chứng tỏ, xu thế tham ô có thể là một vụ án lớn nhất chưa từng có từ trước đến nay. Nếu như nắm được chứng cứ cụ thể, tuyệt đối không thể hành động một cách khinh suất được. Trương Dương nói, ý của chị là cần phải thả câu dài để bắt cá to, đầu tiên không áp dụng có biện pháp với Đinh Cao Sơn. Lưu Diễm Hồng nói, đúng thế, thân phận và chức vị của cậu rất quan trọng, nếu như Cảng Bắc có tồn tại hệ thống buôn lậu, bọn chúng nhất định không thể không coi trọng thân phận của cậu, sớm muộn cũng sẽ tìm đến cậu. Trương Dương nói, ý chị là, Lưu Diễm Hồng nói, rồi không chê mật ngọt, muốn thu thập thêm nhiều chứng cứ hơn nữa. Cậu nhất định phải làm một số việc mở ám cho bọn chúng. Trương Dương nói, chị muốn tôi thâm nhập vào nội bộ của chúng à, nếu bọn chúng đút lót cho tôi có nên nhận không? Và cần phải biểu hiện rất vừa ý nữa, chị Lưu, chị có cần phải xây dựng một hệ thống bắt tôi đứng đầu hứng chịu chứ? Lưu Diễm Hồng thở dài nói, sao tôi có thể hại cậu chứ? Cậu chỉ cần thông báo lại cho tôi số tiền mà bọn chúng hối lộ, trách nhiệm chắc chắn không đổ lên đầu cậu rồi. Trương Dương nói như thế chẳng khác nào cùng bọn chúng thông đồng làm việc xấu vậy. Lưu Diễm Hồng nói, chỉ có như thế mới có thể lấy được lòng tin của bọn chúng, mới có thể tìm ra được kẻ thực sự đứng sau chuyện này. Trương Dương nói, chỉ tiếc rằng, bây giờ tôi đang xây dựng hình ảnh quan thanh liêm, cứ cho là bây giờ tôi bắt đầu giả mạo là quan tham cũng sợ không có ai tin. Lưu Diễm nói, cậu có biết quan tham là như thế nào không? Đại tham quan thực sự, là người ngoài mặt tỏ ra thanh liêm, bên ngoài lúc nào cũng có những người được người khác tung hô, nhưng chẳng qua chỉ là vì những lợi ích nhỏ mọn của mình.
những tên tham quan càng lớn, càng có khả năng giấu giỏi. Tôi làm công việc kỷ ủy nhiều năm rồi, loại người như thế gặp quá nhiều rồi. Trương Dương lại thở dài nói. Chị Lưu, ván cờ này chị đánh lớn quá, tôi hỏi chị chuyện này trước, chuyện này bí thư Tống có biết không? Chương 1414, thả dây dài 2. Lưu Diễm Hồng lắc đầu, thực ra chuyện này là do Tống Hoài Minh nói với cô, nhưng Lưu Diễm Hồng biết được tính quan trọng của sự việc, cần phải tuyệt đối giữ bí mật, tuyệt đối không thể để Tống Hoài Minh tiết lộ việc này ra ngoài được, vì Lưu Diễm Hồng biết rõ rằng chuyện này có liên hệ đến những mối quan hệ nào, việc của Tống Hoài Minh sớm sẽ bị bại lộ, kéo hắn ta vào trong trận chiến này, hậu quả của sự việc này sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn sau này. Từ sau khi Tống Hoài Thanh nói chuyện này với Lưu Diễm Hồng, cô đã có suy kỹ càng, tất cả hậu quả của việc này sẽ do cô đứng lên gánh vác, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến Tống Hoài Minh. Lưu Diễm Hồng không hề đề cập đến mối quan hệ của Tống Hoài Minh với sự việc này, nhưng cô chỉ thực sự có thể nói chuyện một cách thẳng thắn với Trương Minh, Lưu Diễm Hồng nói. Trương Dương, chuyện này có khả năng có liên quan đến nhiều nhân vật có máu mặt, vì thế trước khi chúng ta có thể nắm được chứng cứ cụ thể, tôi không cần báo cho Tống Hoài Minh biết. Nói cách khác, tính đến thời điểm này chỉ có hai chúng ta biết rõ sự việc, nếu như Cảng Bắc thực sự không có vấn đề như trong bản tố cáo nói, chúng ta chỉ cần coi như chưa có sự việc nào xảy ra cả. Nếu như thực sự có vấn đề, chúng ta sẽ bàn bạc tiếp, nói chung cậu có thể yên tâm rằng, hậu quả của những việc này tôi sẽ đứng ra gánh vác hết, cậu sẽ không bị chuyện này ảnh hưởng đến con đường của cậu. Tuy rằng Lưu Diễm Hồng nói như thế, nhưng trong lòng Trương Dương hiểu rõ, nếu như thực sự có xảy ra động tĩnh gì, hắn cũng không thể chỉ biết lo cho bản thân mình được, nhưng hắn ta vẫn đồng ý. Từ trước đến giờ hắn ta là một người rất tò mò hiếu kỳ, hắn đã nghĩ thông suốt vấn đề này rồi, nếu như Cảng Bắc thực sự có vấn đề, hắn tuyệt đối không thể ngồi không quan tâm được, cứ cho là hôm nay Lưu Diễm Hồng không đề cập đến vấn đề này, hắn cũng sẽ là người tấn công đầu, quyết tâm chống lại thế lực đen tối đến cùng. Bây giờ lại có Lưu Diễm Hồng đưa cho hắn lời đề nghị, bây giờ có thể coi là nhận được sự ủy thác của kỷ ủy, có thể có cớ mà xuất trận rồi. Trương Dương nhìn mặt đất phía bên ngoài cửa sổ, dòng nước Nhã Vân Hồ buổi chiều, làm hắn gợi nhớ lại ký ức đã qua. Từ khi đặt chân vào chốn quan trường, năm đó chỉ là do tính hiếu kỳ, không thể nào ngờ rằng, chỉ trong thời gian 5 năm ngắn ngủi, hắn lại có thể leo lên chức bí thư huyện ủy. Đến ngày hôm nay cũng không dám nói là hiểu rõ chốn quan trường, nhưng trong chốn quan trường có qua nhiều sự lừa gạt lẫn nhau, có quá nhiều các cuộc chiến tranh ngầm, chỉ sợ rằng muốn có một bước tiến nho nhỏ trong tiền đồ này, phải trải qua không biết bao nhiêu kinh nghiệm xương máu nữa. Đang nghĩ gì thế? Lưu Diễm Hồng đột nhiên hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Dương. Trương Dương nói. Tôi đang nghĩ đến chỗ đen tối và phức tạp nhất ở chốn quan trường. Lưu Diễm Hồng cười nói. Tì vết không che được ánh ngọc, từ khi tôi làm việc ở kỷ ủy đến nay, toàn phải tiếp xúc với các loại quan tham nhũng, nhìn thấy những điều đó so với cậu chắc chắn là nhiều hơn rồi. Có điều tôi có lòng tin với tổ chức của chúng ta, có lòng tin những thứ xung quanh chốn quan trường. Nguyên nhân rất đơn giản, những quan tham nhũng so với tổng thể cán bộ của chúng ta chỉ là một con số nhỏ, tuyệt đại đa số đều là người tốt. Chúng ta tuyệt đối không thể chỉ vì một bộ phận nhỏ quan tham nhũng mà đánh giá cả một tổ chức được. Trương Dương nói, tôi đâu có khẳng định tất cả đều thế đâu. Chỉ có điều những nơi mà tôi đã đi qua, nơi nào cũng có một vài người có vấn đề, mà con số này lại lớn quá. Lưu Diễm Hồng nói, thời đại bây giờ là thời đại của cải cách mở cửa, thời đại mà kinh tế phát triển với tốc độ nhanh chóng, mỗi người chúng ta đều có những thách thức, tiền bạc, vật liệu, mỹ sắc, tình thân. Tất cả các loại cám dỗ đều cùng tồn tại, nếu như không có ý chí kiên định, không giữ vững được quan điểm, lập trường, thì rất dễ bị cám dỗ, bị ăn mòn dần tư cách. Cái thời đại cải cách này, một số người trong chúng ta nhất định sẽ bị đào thải. Nói xong câu này, cô ngừng lại, uống một ngụm rượu thở dài nói, nhiệm vụ của chúng ta chính là loại bỏ những thành phần cán bộ như thế, giữ gìn sự thanh khiết cho đội ngũ cán bộ. Trương Dương nói, chị Lưu, tiêu chuẩn của cán bộ có đầy đủ tư cách của chị là gì? Lưu Diễm Hồng không cần nghĩ ngợi nói luôn. Chí công vô tư, tinh thần lạc quan làm đầu, lấy gian khổ của nhân dân là nhiệm vụ, tiến bước cùng thời đại, tiến bước sắc bén chứ không mạo hiểm tiến lên, vững vàng thiết thực nhưng không bảo thủ. Trương Dương cười nói, chị Lưu à, tiêu chuẩn của chị có phải là lấy hình tượng của tôi mà xây dựng nên không đó? Lưu Diễm Hồng không nhịn được cười nói. Cậu ấy à, đúng là tự dán vàng lên da mặt mình. Trương Dương nói, không phải tôi à, vậy người mà chị nói là ai? Ồ, tôi biết rồi, chị đang nói đến bí thư Tống.
Lưu Diễm Hồng nghe thấy câu này, mặt tự nhiên ửng hồng, trái tim tự nhiên đập nhanh hơn, tự nhiên cô cảm nhận được cô vẫn chưa quên được Tống Hoài Minh. Trương Dương tai mắt rất nhạy bén, trước sự ngại ngùng của Lưu Diễm Hồng, hắn đã biết được Lưu Diễm Hồng vẫn chưa quên được Tống Hoài Minh, tình cảm đúng là một thứ phiền toái mà. Lưu Diễm nói, Bí thư Tống là một người quang minh chính đại, những lời vừa rồi của tôi nói về anh ấy không khoa trương một chút nào. Dám nói dám làm chính là tính cách muôn thuở của cô ấy. Trương Dương rất khâm phục điểm này của cô, mặc dù Lưu Diễm Hồng ở một vị trí rất cao, nhưng lại không bị những bệnh của chốn quan trường, phụ nữ làm quan, thường thì sẽ làm ra dáng một vị quan, lên mặt bắt nạt, tự cao tự đại, thậm chí còn có tính không hài lòng với những gì mình có hơn đàn ông, nhưng Lưu Diễm Hồng không như thế. Tính cách của cô ấy ngay thẳng, có gì nói nấy, không có chút ham tiền bạc, thậm chí Trương Dương còn nhận ra rằng, đến bây giờ, Lưu Diễm Hồng vẫn kiên quyết đi theo công việc đầy áp lực này, tất cả cũng chỉ vì Tống Hoài Minh. Tình cảm có nhiều loại, loại tình cảm cho đi mà không mong báo đáp lại chính là loại làm người ta kính trọng và cảm động nhất. Lưu Diễm Hồng cảm nhận được mọi tâm sự của mình bị Trương Dương nhìn thấu, ánh mắt nhìn phía xa xa của Nhã Vân Hồ, thở dài một tiếng, trong đầu óc tưởng tượng đến hình ảnh của Tống Hoài Minh. Cũng may là đúng lúc đó điện thoại của cô vang lên, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ mông lung, cầm chiếc điện thoại lên xem số của ai, sau đó mới nhận điện thoại. Lưu Diễm Hồng không hề trốn tránh Trương Dương, cười nói, Bí thư Ngô. Người gọi điện thoại đến là Bí thư Ngô Minh, bên kia đầu dây Ngô Minh cười nói. Diễm Hồng, mấy ngày không gặp mà sao nói chuyện nghe khách sáo thế, cứ gọi tôi là Ngô Minh thôi, không thể gọi là Tiểu Minh được, đừng quên cô mãi mãi là lãnh đạo của tôi. Lưu Diễm Hồng cười nhạt nói. Chuyện đã qua rồi, bây giờ không thể thế nữa. Ngô Minh nói, vậy chẳng lẽ cô gọi tôi là ông Ngô sao, như thế thì tôi cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Lưu Diễm Hồng gọi một tiếng ông Minh, bản thân cũng không nhịn được cười nói vang lên. Ngô Minh nói, không phải cô nói là đến Kinh Sơn làm khách sao? Tôi biết hôm nay cô đến thành phố Giang, chỗ đó cách đây không xa lắm, tôi đã chuẩn bị xong hết để tiếp đón cô rồi. Lưu Diễm Hồng nói, tôi e rằng không có thời gian, lần này đi có chút việc bận, ngày mai đã quay về rồi. Giọng nói của Ngô Minh lộ rõ sự thất vọng nói. Vậy sao, Lưu Diễm Hồng nói, ông Ngô à, nếu có thời gian quay lại thành phố Giang thì hai chúng ta cùng đi ăn một nhé. Người nhà của Ngô Minh hiện nay đều sinh sống ở thành phố Giang, vì thế mà Lưu Diễm Hồng mới nói thế. Ngô Minh nói, hay là tối nay nhé, Lưu Diễm Hồng nói. Tối nay tôi thực sự không qua được, Ngô Minh cười nói. Biết là cô bận rộn, không tranh thủ được thời gian, vì thế mà tôi đã đến thành phố Giang, xe của tôi đã vào địa phận thành phố rồi, cô đang ở đâu, tôi lập tức đến đó ngay. Lưu Diễm Hồng ngẩn người, cô thực sự không ngờ rằng Ngô Minh vì cô mà lái xe từ Kinh Sơn đến đây, tuy rằng khoảng cách giữa hai nơi khá gần, nhưng có thể khiến cho bí thư thị ủy phải nhọc lòng như thế, cũng làm cho lòng người cảm động, Lưu Diễm Hồng nói. Tôi đang ở nhà hàng Nhã Vân Hồ, ông qua đây đi. Sau khi nghe xong điện thoại Lưu Diễm Hồng nhìn thấy Trương Dương đang nhìn mình, tự nhiên cô cười nói. Sao thế, Trương Dương nói cái ông bí thư Ngô Minh. Từ cuộc nói chuyện của Lưu Diễm Hồng, Trương Dương biết rõ được thân phận của Ngô Minh. Khi Dương Minh ở Lam Sơn, Nam Tích đã từng đấu với Ngô Minh mấy lần. Có thể nói Trương Dương với Ngô Tôn không có một chút thiện cảm. Không những thế Trương Dương còn biết được chuyện tình cảm giữa Ngô Minh và chủ nhiệm giáo vụ trường đảng Trương Lập Lan. Hơn nữa mục đích tiếp cận Trương Lập Lan là muốn theo học ở Khổng Nguyên. Trương Dương không muốn lôi chuyện này ra, vì hắn là một con người sống rất có nguyên tắc, hơn nữa bây giờ Khổng Nguyên đã bị xuống dốc, Trương Lập Lan giờ chỉ là một phụ nữ đáng thương bị người khác trêu đùa mà thôi. Chương 1415, thả dây dài 3. Còn về Ngô Minh, Trương Dương vẫn nghĩ rằng tiền đồ chính trị của gã coi như đi đời nhà ma, nhưng không thể ngờ rằng hắn lại có thể thay đổi cục diện, thoát một cái trở thành bí thư thị ủy của thành phố Bắc Nguyên Kinh Sơn. Ngô Tôn đã theo đuổi Lưu Diễm Hồng trong một thời gian rồi, trước đây khi gã bị thất bại trong cuộc chiến tranh nhau trước bí thư thị ủy với Thường Tụng, Lưu Diễm Hồng đã ở bên an ủi hắn, chính là trong thời gian này mà Ngô Minh nảy sinh tình cảm với Lưu Diễm Hồng, đặc biệt khi Lưu Diễm Hồng không còn giữ được ý chí kiên định, muốn từ chức xuống chức vị phó bí thư thị ủy tỉnh, Ngô Minh cũng có sự quan tâm đặc biệt đến cô ấy, có thể nói rằng Ngô Tôn từ trước đến giờ luôn theo đuổi Lưu Diễm Hồng, cho dù Lưu Diễm Hồng không có tình cảm gì với gã. Lưu Diễm Hồng không hề phủ nhận với Trương Dương, cô gật gật đầu nói. Ngô Minh đang làm bí thư thị ủy của Kinh Sơn, anh ta biết tôi ở thành phố Giang nên qua đây để gặp mặt. Trương Dương cười ha ha một tiếng, gật gù cái đầu nói.
Cho dù chị chỉ coi anh ta là bạn, nhưng anh ta tuyệt đối không coi chị là bạn, tiện đây nhắc chị một câu. Con người này phẩm chất không được tốt đẹp đâu. Trương Dương coi Lưu Diễm Hồng như chị em của mình nên mới lo lắng cô bị lừa tình. Lưu Diễm Hồng trừng mắt nhìn Trương Dương nói, tiểu tử thối, chuyện của tôi cần đến cậu lo đấy. Trương Dương cười nói, tôi coi chị như chị em nên mới nói những lời đó. Được rồi, không quản, tôi đi đây, không lại phải đụng độ nhau, tôi lại thêm ấm ức. Nói xong Trương Dương đi luôn, Lưu Diễm Hồng nhìn theo dáng của Trương Dương mà không nhịn được cười. Trương Dương đến đại sảnh thì gặp một người thân Tô Ái Ái, hình như Ái Ái cũng nhìn thấy Trương Dương, từ sau sự việc xảy ra ở khách sạn Chí Nguyên Đông Giang, mối quan hệ của hai người đã có sự thay đổi hoàn toàn, Tô Ái Ái thì đối xử với Trương Dương như bạn bè, còn Trương Dương thì đối xử với cô như một người em gái, cha mẹ hai bên có mối quan hệ tốt đẹp, có cùng dòng máu, là anh em tốt. Trương Dương cười tươi gọi, Ái Ái. Câu ngọt ngào thế này, chưa bao giờ từng nói qua. Nhưng Trương Dương là người có năng lực ứng biến rất mạnh, cho nên gọi tiếng Ái Ái không có một chút sơ suất nào cả. Tô Ái Ái tuy rằng không thể chấp nhận được những lời lẽ ủy mị đó, nhưng vẫn lên tiếng đáp lại, bí thư Trương, sao anh lại đến thành phố Giang thế? Trương Dương cười nói, sao lại khách khí thế, đều là người một nhà mà, đừng xưng hô như người ngoài thế chứ, nghe không quen, gọi Trương Dương là được rồi. Tô Ái Ái cười, nhưng miệng vẫn không gọi được nên vẫn nói, bí thư Trương. Anh đến dùng cơm à? Trương Dương lắc đầu nói. Không, đến để gặp một người bạn, nhân tiện ăn một chút. Còn em, Tô Ái Ái nói, em là giám đốc của nhà hàng ăn, cũng làm được một thời gian rồi. Trương Dương cười nói, chúc mừng, hay là làm công việc kinh doanh tại nhà rất tốt, gặp phải khó khăn gì, cũng có sự chăm sóc của bí thư Đỗ. Câu nói này, Trương Dương tự nhiên nói dài hơn ra. Tô Ái Ái nét mặt thoáng ửng đỏ, tất nhiên là cô hiểu ý của Trương Dương. Có điều cô cũng là người biết cách xử lý, nên nhẹ nhàng nói. Bí thư Trương, thế này nhé, tối em mời ngài dùng cơm, những việc trước đây vẫn chưa có lời cảm ơn anh. Trương Dương cười nói. Không cần, đều là người một nhà, cảm ơn gì chứ? Tô Ái Ái cười nói, anh nhất định phải cho tôi cơ hội này, thế này đi, tối nay tại Minh Giang Cát, em sẽ sắp xếp chỗ ngồi, người tùy ý anh. Trương Dương thấy Tô Ái Ái thành tâm thành ý mời như thế, cũng không tiện từ chối. Hơn nữa đây cũng là em ruột, nghĩ một hồi rồi cuối cùng nói, vậy em gọi điện cho bí thư Đỗ, mời anh ấy qua dùng cơm. Trương Dương rất cao tay, chỉ cần hắn ta mở miệng mời Đỗ Thiên Dã dùng cơm, chuyện gọi điện này, cho dù là không có mời Đỗ Thiên Dã, nhưng tối nay Đỗ Thiên Dã cũng tổ chức tiệc tiếp đón Trương Dương. Trương Dương cố ý làm như vậy, thực ra là để thăm dò tình cảm của hai người đã tiến đến bước nào rồi. Trương Dương không biết rằng, công việc này là do Đỗ Thiên Minh giới thiệu cho Tô Ái Ái. Cô ửng đỏ mặt khi nghe Trương Dương nói chẳng qua là vì cô cũng gật đầu nhận lời làm. Buổi chiều Trương Dương tranh thủ thời gian đến Ủy ban Nhân dân thành phố Giang, gặp Phó Thị trưởng Thường vụ thành phố Tào Hướng Đông, lần trước có dịp gặp mặt Tào Hướng Đông ở thành phố Cảng Bắc, Trương Dương rất không vừa lòng, vì Tào Hướng Đông này là người cẩn thận, nhất quyết không tiết lộ một chút sự tình nào của Cảng Bắc cho hắn ta, Trương Dương cảm thấy không can tâm. Hắn ta vì muốn đổi lấy thông tin của Cảng Bắc mà đã giúp trị bệnh lần đầu cho cha của Tào Hướng Đông. Nhưng kết quả lại làm cho hắn cực kỳ thất vọng. Tào Hướng Đông nghe nói Trương Dương qua đây, rất nồng nhiệt thì đón tiếp Trương Dương vào phòng làm việc. Khi Tào Hướng Đông không có mặt ở Cảng Bắc, Trương Dương đã giúp trị bệnh lần hai cho cha y. Bây giờ bệnh tình của cha y đã khỏi hoàn toàn, cha cũng gọi điện mấy lần, bảo y cảm ơn Trương Dương. Tào Hướng Đông tất nhiên biết thứ mà Trương Dương muốn có, nhưng y biết cái gì có thể nói, cái gì không. Khi đang ở trốn quan trường, chuyện quan trọng nhất chính là biết có chừng có mực. Trương Dương đã rất quen thuộc với phòng làm việc của Tào Hướng Đông, nơi này trước đây là phòng làm việc của Lý Trường Vũ, với mối quan hệ giữa Lý Trường Vũ và Trương Dương thì nơi này Trương Dương có thể tùy ý đi vào. Nội thất bên trong của phòng làm việc về cơ bản không có gì thay đổi nhiều, sự thay đổi lớn nhất chính là con người. Bây giờ Lý Trường Vũ đã làm bí thư thị ủy Nam Tích, hơn nữa sau khi Tào Hướng Đông đảm nhận chức này thì vẫn chưa tiến thêm được bước nào. Chuyện này cũng không có cách nào khác, trước Tào Hướng Đông còn có hai tòa núi đồ sộ, bí thư thị ủy Đỗ Thiên Dã tuổi trẻ tài cao, được sự coi trọng của các lãnh đạo tỉnh đến hôm nay đã làm lên chức thường vụ tỉnh Bình Hải, Tả Viện Chiêu làm thị trưởng thành phố Giang bao nhiêu năm rồi, có được cơ sở quần chúng hùng hậu, việc duy nhất mà Tào Hướng Đông có thể làm đó là chờ đợi, việc Đỗ Thiên Dã tiến vào tầng lớp lãnh đạo của tỉnh chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, khi Đỗ Thiên Dã thăng chức, Tả Viện Chiêu có thể bù đắp vào chỗ khuyết đó. Còn Tào Hướng Đông có thể mãn nguyện lên ngồi cái chức thị trưởng thành phố Giang.
Với địa vị bây giờ của Tào Hướng Đông thì nhất định phải có tính kiên nhẫn, hơn nữa con người của gã là một người có thể kiềm chế bản thân. Tào Hướng Đông đầu tiên cảm ơn Trương Dương, nếu như không có Trương Dương thì căn bệnh đau đầu không biết còn dày vò cha gã đến bao giờ nữa, dày vò cha gã cũng chính là dày vò gã, bây giờ bệnh của cha đã khỏi hẳn rồi, gã cũng bớt được một cái tâm bệnh trong lòng. Trương Dương cười nói, thị trưởng Tào quá khách khí rồi, vẫn là câu này, việc này chỉ là một việc dễ như trở bàn tay, không đáng nhắc đến. Tào Hướng Đông mời Trương Dương ngồi xuống, tự mình đi pha trà mời Trương Dương. Bình thường Tào Hướng Đông có nghiên cứu trà đạo, nên trong phòng làm việc có cả một bộ pha trà, gáp vừa tráng chén vừa nhìn Trương Dương cười nói. Trương Dương, hôm nay sao lại có thời gian rảnh quay lại đây thế? Trương Dương đáp, lần này quay lại đây là vì có chuyện công cần làm. Việc công. Tào Hướng Đông thấy kỳ lạ, lần này Trương Dương lại nói cho hắn mục đích quay lại đây, khi Trương Dương nói xong rồi, Tào Hướng Đông có cảm giác hơi mơ hồ, gã thấp giọng nói, lão đệ. Đệ đang muốn nói đến hệ thống chiếu sáng, sao không đến cảng Bắc thương lượng trước? Đây là điểm mà Tào Hướng Đông cảm thấy không hiểu, tại sao Trương Dương lại bỏ nơi gần đi tìm nơi xa thế này, không qua cảng Bắc mà lại đến thành phố Giang xin viện trợ, chuyện này nếu lãnh đạo cảng Bắc biết được sẽ có phản ứng như thế nào chứ? Chương 1416, tấm lá chắn 1. Kỳ thực chỉ cần là người bình thường thì mọi người đều sẽ sinh ra nghi vấn như vậy, vấn đề của Tào Hướng Đông rất bình thường. Trương Dương cố ý thở dài nói, nếu như bí thư hạng cảm thấy hứng thú đối với cái hạng mục này của chúng tôi hà tất phải từ xa chạy đến bên này. Có câu nói như thế nào nhỉ? Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, dù sao Tân Hải cũng thuộc về Bắc Cảng, có chỗ tốt tôi đương nhiên là người đầu tiên muốn đến Bắc Cảng, chỉ tiếc bí thư hạng căn bản không có hứng thú đối với phương án này của tôi, cho rằng tôi là vớ vẫn hồ đồ, cho rằng tôi một lòng muốn kiếm chút tiền từ Bắc Cảng. Tào Hướng Đông nở nụ cười, cho nên cậu đi tới Giang Thành. Trương Dương nói, người sống chung quy không thể để bị nước tiểu nghẹn chết, hắn không cho tôi thoải mái, tôi cuối cùng phải tìm một địa phương khác để thoải mái. Tào Hướng Đông nhíu nhíu đầu mày, cười khổ nói, hèn chi cậu đặc biệt chạy đến Giang Thành xả nước tiểu. Nói xong hắn liền nở nụ cười. Trương Dương cũng ha ha nở nụ cười, nâng chung trà lên nhấp miệng nói, bất quá bí thư Đỗ của các anh chính là rất tinh mắt. Đã cùng tôi đạt thành ý đồ sơ bộ, nếu như sau khi khảo sát cho rằng sản phẩm không có vấn đề, chúng tôi sẽ có thể đạt thành nguyện vọng hợp tác. Tào Hướng Đông từ trong lời nói của Trương Dương chính là nắm được vài điểm then chốt, y thấp giọng nói, lão đệ, cho tôi hỏi thêm một câu, có phải tài chính của Tân Hải có chút căng thẳng hay không? Tào Hướng Đông hỏi cũng coi như khách khí, kỳ thực trong lòng y hiểu rõ, Tân Hải mấy năm liên tục thiếu hụt, hai năm nay càng ngày càng sa sút. Trương Dương gật đầu nói, tài chính của Tân Hải năm ngoái chung quy thu vào là hơn 1 triệu, năm nay chúng tôi đối mặt với thời điểm quan trọng bỏ huyện lên thành phố, cho nên huyện ủy quyết định đột kích hoàn thành một ít công trình xây dựng cơ bản, sạch hóa và xanh hóa thành thị là trọng điểm. Dự toán cũng đã là 10 triệu, đối với tài chính của chúng tôi căn bản là không kiếm ra tiền. Tào Hướng Đông gật đầu, y đã công tác tại Bắc Cảng nhiều năm, đối với tình hình của Tân Hải cũng hiểu rất rõ. Bởi vì nguyên nhân nhà ở tại Bắc Cảng, y vẫn cực kỳ quan tâm đối với chuyện xảy ra ở Bắc Cảng, đương nhiên biết Trương Dương lách qua Bắc Cảng trực tiếp xin bỏ huyện lên thành phố, cũng biết vừa rồi xảy ra chuyện Trương Dương loại bỏ cục trưởng cục tài chính Tân Hải Triệu Hải Thanh, bổ nhiệm một người chưa từng nghe qua là Vương Chí Cương thay thế vị trí đó. Đối với hành động này của Trương Dương, Tào Hướng Đông chỉ có hai chữ bội phục, cũng chuyện đó y không làm được cũng không phải bởi vì mình thiếu sự can đảm mà là bởi vì y không có bối cảnh phía sau thực lực hùng hậu như Trương Dương. Thiếu đi suy nghĩ dám can đảm vượt quyền khiêu chiến như Trương Dương. Tào Hướng Đông nói, đừng nói Tân Hải, mà cả tài chính của Bắc Cảng cũng là trứng trọi đá, cậu đi tỉnh muốn xin viện trợ là rất không hiện thực. Trương Dương nói, thị trưởng Tào, lúc tôi đi Bắc Cảng công tác có một cảm xúc lớn nhất chính là, thành phố này có tài nguyên tốt như vậy tại sao lại có thể trở thành tình hình như hiện tại? Có phải cái đó và năng lực quản lý của tầng lãnh đạo có quan hệ trực tiếp với nhau hay không? Tào Hướng Đông cười cười. Y nâng chung trà lên chản uống một ngụm nói, lão đệ, một cái thành phố muốn phát triển cũng không phải có thể chỉ một nguyên nhân tạo thành, nguyên nhân luôn luôn có nhiều mặt, cậu hiện tại ở Tân Hải, ánh mắt nên là chăm chú nhìn vào chuyện trong phạm vi chức quyền của mình, không nên đem ánh mắt phóng đến quá xa. Trương Dương đương nhiên có thể nghe ra lời nhắc nhở của Tào Hướng Đông đối với mình, hắn mỉm cười nói, thành phố càng lớn, giao thông lại càng phức tạp, ngã tư cùng đèn xanh đèn đỏ tự nhiên mà nhiều hơn. Dừng lại nhìn hai ngó ba một chút sợ rằng đi từ thành Đông tới thành Tây chuyện gì cũng lỡ mất. Tào Hướng Đông mỉm cười nhìn Trương Dương,
y biết những lời này của Trương Dương chính là đáp lại đối với lời khuyên của mình. Tào Hướng Đông không chấp nhận những lời nói kia của mình có sai lầm, làm người thì cẩn thận một chút luôn luôn tốt hơn, cẩn thận có thể chạy thuyền vạn năm. Trương Dương nói, thời đại thay đổi, cũng không phải mỗi chiếc xe đều phải tuân thủ quy tắc giao thông, thị trường Tào hẳn là đã thấy qua xe cứu hỏa, nếu như cũng dựa theo cái nguyên tắc đó mà nói, như vậy chờ xe cứu hỏa tới thì lửa cũng cháy xong rồi. Tào Hướng Đông ha hả cười nói, cậu là xe cứu hỏa, còn tôi chỉ là một con bò già thôi. Con bò già sẽ không hiểu đèn xanh đèn đỏ đâu. Hai người cùng nhau nở nụ cười. Tào Hướng Đông rót nước nóng vào trong ấm trà, nhẹ giọng nói, lão đệ, tôi đã rời khỏi Bắc Cảng, đối với chuyện Bắc Cảng cũng không có quyền lên tiếng, thế nhưng tôi có thể nói cho cậu một chút ý kiến trên chính trị. Trương Dương gật đầu. Tào Hướng Đông nói, Tân Hải vài năm trước tạo ra một khu khai phát, ở phía tây bắc của Tân Hải, hiện tại cơ bản là đã hoang phế, năm đó khi đàm luận chuyện này, tôi đã kiến nghị qua với Cửu Thế Kiệt, Tân Hải nên là lợi dụng ưu thế của bản thân, lấy cảng làm trung tâm chiến lược chế tạo khu khai phát, mà không phải là bỏ qua sở trường của mình, thế nhưng cuối cùng chuyện này vẫn chưa được tỉnh thông qua, vài năm rồi, khu khai phát của Tân Hải được đầu tư không ít, thế nhưng tiền lời lại rất ít, thu thập nhiều đất canh tác như vậy. Sau cùng chỉ có thể để mặc cho bỏ hoang, cậu có thể suy nghĩ cho tốt trên điểm này. Trương Dương chăm chú gật đầu. Tào Hướng Đông lại nói, Tân Hải chính là thị trường xe lớn nhất của Bình Hải, quản lý cái chợ ô tô này vẫn tương đối buông lỏng. Lúc tôi ở tại Bắc Cảng đã từng đưa ra ý kiến chỉnh đốn lại trật tự khu chợ ô tô, nhưng là chuyện này lúc đưa lên thường ủy lại không thu được sự hưởng ứng. Trương Dương nhìn Tào Hướng Đông, bỗng nhiên minh bạch cuộc đời chính trị của Tào Hướng Đông tại Bắc Cảng là phi thường thất bại. Từ lời này của y là có thể biết, y muốn làm ra một ít thay đổi, thế nhưng chung quy không có thực hiện được nguyện vọng của y, Tào Hướng Đông đối với hiện thực của Bắc Cảng chính là bất đắc dĩ. Trương Dương nói, Cửu Thế Kiệt này là người như thế nào? Tào Hướng Đông nâng chén trà, chậm rãi đưa chén trà tiến đến bên môi, vừa dính vào môi rồi lại buông ra, thấp giọng nói, Cửu Thế Kiệt là cán bộ do một tay bí thư hạng đề bạt lên, nếu như không phải có vụ hỏa hoạn cảng lần này, y hẳn là còn có không gian để thăng. Trương Dương nói, thị trường Tào, lúc tôi tới Tân Hải, cảm thấy quan trường Tân Hải và Bắc Cảng có tính bài ngoại rất mạnh, đoàn kết giữa hai bên bọn họ rất chặt chẽ. Tào Hướng Đông cười cười, cầm lấy chén trà vừa buông ra, uống một ngụm nói, đạo bất đồng không thể cùng mưu chuyện, nếu muốn đi vào một cái đoàn thể, phải có mục đích giống như bọn họ. Trương Dương nghe ra được thâm ý trong lời nói của Tào Hướng Đông, mỉm cười nói, thị trường Tào, ngài có muốn quay về Bắc Cảng hay không? Tào Hướng Đông không có trực tiếp trả lời vấn đề của Trương Dương, tôi ở Giang Thành rất tốt. Tiệc đáp tạ đêm đó, Tô Viện Viện mời Đỗ Thiên Giã, Đỗ Thiên Giã biết là Trương Dương nhờ Tô Viện Viện mời mình, lập tức liền minh bạch tên tiểu tử này đang tính toán cái gì, bất quá Đỗ Thiên Giã vẫn là vui vẻ đáp ứng lời mời, phía Trương Dương kêu Hồ Nhân Như lên tiếp khách. Hắn biết Đỗ Thiên Giã cũng không muốn gặp nhiều người, bởi vì vị trí của Đỗ Thiên Giã không cho phép. Minh Giang Các là quán có vị trí tốt nhất tại Hồ Nhã Vân. Tô Viện Viện biết đêm nay tính cả mình cũng chỉ có 4 người ăn, nên an bài riêng một ít đồ ăn vặt tinh tế, đồ ăn quý không ở nhiều, nhất định phải làm chất lượng mới tốt. Lúc Trương Dương và Hồ Nhân Như đến thì vừa vặn Đỗ Thiên Giã cũng tới, Hồ Nhân Như cười khanh khách đi qua và chào Đỗ Thiên Giã một tiếng, chào bí thư Đỗ. Đỗ Thiên Giã ha hả nở nụ cười một tiếng, ông chủ Hồ, năm nay tình hình nhà máy thuốc không tồi, đã thành xí nghiệp ngôi sao của Giang Thành chúng ta rồi. Hồ Nhân Như nói, đang trong lúc chuẩn bị đưa ra thị trường, thời gian tới tiến hành làm vườn công nghiệp, công việc đã ở trong dự tính, đến lúc đó còn mong muốn bí thư Đỗ bật đèn xanh cho chúng tôi đó. Đỗ Thiên Giã còn chưa trả lời, Trương Dương đã cướp nói, hắn không bật đèn xanh cho anh thì anh tới Tân Hải chúng tôi đi, giá đất bên chúng tôi rất tiện nghi, sức lao động cũng là giá cả hợp lý. Đỗ Thiên Giã trừng mắt liếc hắn nói, cái gì? Không thể nghĩ tới. Tiểu tử cậu lại có thể nổi lên ý nghĩ đào góc tường của Giang Thành, có tin tôi đem tư liệu hợp tác về hệ thống chiếu sáng của cậu ném vào thùng rác hay không? Trương Dương cười nói giỡn thôi, ngài là người như thế nào lại tưởng thật như vậy chứ? Tô Viện Viện mỉm cười xuất hiện tại trước mặt bọn họ, nàng mặc bộ đồ màu xám, cùng là chế phục của quán mà mặc ở trên thân thể của nàng là cực kỳ động lòng người, khí chất của Tô Viện Viện nhã nhặn lịch sự mà hiền thục, tuy rằng không cố ý tạo hình. Nhưng lại có một phen phong vận động lòng người, Đỗ Thiên Giã nhìn thấy nàng thì mắt cũng sáng ngời. Tô Viện Viện làm một thủ thế mời, mời các vị lãnh đạo vào bên trong. Hồ Nhân Như cười nói, quản lý Tô, tôi không phải là lãnh đạo.
Trương Dương nói, anh là tổng giám đốc, là xưởng trưởng của xưởng thuốc, lãnh đạo xí nghiệp cũng là lãnh đạo. Đỗ Thiên Dã theo đó gật đầu. Lúc này điện thoại di động của Trương Dương vang lên, hắn móc ra điện thoại là Lưu Diễm Hồng gọi tới, Lưu Diễm Hồng nói, Trương Dương, cậu ở đâu? Bí thư Ngô tới, ông ấy muốn gặp cậu, hẹn cậu cùng nhau đi ăn đó. Chương 1417, tấm lá chắn 2. Trương đại quan nhân ngẩn ra, thật sự là không nghĩ ra được lý do Ngô Minh tìm mình mời đi ăn. Giữa hắn và Ngô Minh đích xác không có phần giao tình nào, hơn nữa Ngô Minh ngày hôm nay qua là hướng về phía Lưu Diễm Hồng mà tới, căn bản không phải vì mình, phải nói là y căn bản không biết mình đang ở Giang Thành, khả năng duy nhất chính là Lưu Diễm Hồng nói cho y, lý do là gì. Trương đại quan nhân vừa suy nghĩ lập tức liền hiểu được, Lưu Diễm Hồng khẳng định là muốn đem mình làm tấm lá chắn rồi. Trương đại quan nhân bất luận lúc nào cũng đều nguyện ý diễn cái vai này, hắn cười nói, bí thư Lưu, sao có thể để bí thư Ngô mời tôi được, tôi đang tiếp khách quán ở Hồ Nhã Vân, tôi và bí thư Đỗ cùng nhau ở Minh Giang Các, các vị cứ đi tới là được. Lưu Diễm Hồng ở bên kia liền đáp ứng. Trương Dương khép lại điện thoại, Đỗ Thiên Dã có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, ai vậy? Trương Dương cười nói, Lưu Diễm Hồng. Đỗ Thiên Dã nao nao, phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh tới Giang Thành. Lại có thể chào hỏi mình, hắn nhìn liếc mắt nhìn Tô Viện Viện, trong lòng không khỏi nổi lên nghi hoặc thì Tô Viện Viện và Hồ Nhân Như đã đi vào. Trương Dương nhìn ra tâm tư của Đỗ Thiên Dã, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, anh yên tâm, người ta tới không quan hệ tới anh, cô ấy nhờ tôi hỗ trợ làm tấm lá chắn, thằng cháu trai Ngô Minh kia đuổi đến nơi đây đó. Đỗ Thiên Dã chừng hắn liếc mắt nói, cậu nói chuyện kiểu gì thế? Tốt xấu gì người ta cũng là một vị lãnh đạo, phải hiểu được tôn trọng. Trương Dương nói, cái loại người như hắn mà cũng đáng được tôn trọng sao, ha ha, Đỗ ca, tôi xin anh lau lại hai mắt đi, vậy thì đó tuyệt đối là một phần tư lợi dụng lẫn vào trong đảng. Đỗ Thiên Dã nói, ít ở chỗ này nói chuyện thị phi đi, bữa tối nay tôi tới làm ông chủ. Trương Dương nói, hừm, tuy rằng anh là bí thư thành ủy, cũng không có thể tùy tiện tiêu phí tiền nhà nước như vậy, tí nữa cứ để cho nhân như tính tiền đi. Đỗ Thiên Dã cảm thán nói, cảnh giới của tiểu tử chính là cao hơn tôi, được rồi, cậu có cái quan hệ gì với ông chủ Hồ? Cậu bảo hắn tính tiền thì hắn liền tính tiền. Trương Dương nói, còn không phải hướng về phía anh sao, người ta không phải muốn làm vườn công nghiệp sao? Anh tối nay ăn của người ta, cái mồm liền mềm ra, không bật đèn xanh trên chuyện này cũng không được. Đỗ Thiên Dã cười khổ lắc đầu nói, tôi làm sao biết cậu là một tên gian xảo xảo quyệt như thế chứ? Cảm thán thì cảm thán. Trong lòng Đỗ Thiên Dã là minh bạch, Trương Dương là bạn chân chính của y, là loại bạn bè có thể cùng chung hoạn nạn, nếu như không có Trương Dương, y có thể đã sớm trở thành tướng bên thua trong đấu tranh chính trị, chính là tại thời khắc mấu chốt Trương Dương xuất lực, mới có thể làm cho y ngồi ổn định trên vị trí bí thư thành ủy Giang Thành. Trong lòng Đỗ Thiên Dã thủy chung đều có một phần mắc nợ đối với Trương Dương, bởi vì chuyện sân bay mới Giang Thành năm đó, Trương Dương chạy trước chạy sau tận tâm tận lực vì sân bay mới. Kết quả là lại bị Đỗ Thiên Dã bắt. Tuy rằng Đỗ Thiên Dã lúc đó đã nhanh chóng gây áp lực, thế nhưng y chung quy cảm thấy mình không có giúp đỡ tại thời điểm Trương Dương cần giúp nhất để hỗ trợ hắn, tại trên đạo nghĩa là không thể nào nói nổi. Tuy rằng Trương Dương cũng không bởi vì chuyện này mà mang thù, hiện tại quan hệ của Đỗ Thiên Dã và hắn cũng đã khôi phục như trước, nhưng trong lòng Đỗ Thiên Dã vẫn nhớ kỹ, hắn chung quy muốn tìm một cơ hội bồi thường cho Trương Dương. Lần này Trương Dương chủ động đi tới Giang Thành cầu viện, làm cho Đỗ Thiên Dã rốt cục tìm được một cái cơ hội thích hợp, bất quá khi y tỉ mỉ thẩm duyệt tư liệu hệ thống chiếu sáng của Trương Dương, Đỗ Thiên Dã phát hiện, hạng mục này của Trương Dương đích xác là tiền cảnh vô hạn, cho dù là y không tham gia, Trương Dương khẳng định cũng có thể tìm được người khác hợp tác, làm người đứng đầu một thành phố, ngoài việc phải có ánh mắt nhìn xa và trí tuệ hơn người, còn có một điểm rất quan trọng, đó là không thể bởi vì yêu thích cá nhân mà ảnh hưởng đến phán đoán chính xác đối với đại. Tại trên điểm này Đỗ Thiên Dã làm được so với hạng thành tốt hơn nhiều lắm, nếu như hệ thống chiếu sáng này không tiên tiến như lời Trương Dương nói, vậy có lẽ không có nhiều giá trị đầu tư cho lắm. Đỗ Thiên Dã cũng sẽ không bởi vì giao tình giữa bọn họ mà nhả ra hợp tác. Lưu Diễm Hồng và Ngô Minh rất nhanh liền đi tới, tuy rằng Ngô Minh biểu hiện ra rất cao hứng, thế nhưng Trương Dương từ trong biểu tình rất nhỏ của y đã nhận được sự xấu hổ của hắn. Trong đám người này đương nhiên tiêu điểm là Lưu Diễm Hồng. Tuy rằng Đỗ Thiên Dã đã có danh hiệu thường ủy tỉnh, thế nhưng vị trí của Lưu Diễm Hồng rất đặc thù. Đỗ Thiên Dã cười nói, bí thư Lưu, ngài lần này cải trang vi hành, có chỗ nào cần tôi phối hợp hay không? Những lời này hỏi rất khéo léo.
Ý tứ là cô không phải hướng về phía tôi mà tới chứ? Lưu Diễm Hồng cười nói, Bí thư Đỗ, gần đây anh không có tin tức gì, cái này cũng không giống phong cách của anh, tại trong ủy ban kỷ luật chúng tôi mà nói, bị tố cáo nhiều lắm cũng chỉ có hai loại người. Một là cán bộ đích thực không xứng chức, còn có một loại khác chính là cán bộ có can đảm mở rộng chí tiến thủ, lớn mật cải cách làm việc, tiêu chuẩn khảo hạch cán bộ của chúng tôi cũng căn cứ vào điều đó. Một người cán bộ tốt, nếu như một đoạn thời gian mà không có ai trách cứ liền chứng minh hắn không làm nên được chuyện gì, cho dù là làm một đại sự, tại trong thời đại hôm nay chỉ cần làm việc là sẽ có người trách cứ. Mấy người ở đây đều nở nụ cười. Trương Dương nói, Bí thư Lưu, làm sao tôi càng nghe chị nói càng thấy giống tôi vậy? Lưu Diễm Hồng nói, cậu là thuộc về cái loại ghét nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, một ngày nào đó nếu như không có ai tố cáo cậu thì chúng ta mới cảm thấy không bình thường đó. Ngô Minh nói, Bí thư Lưu nói đúng, tôi cũng phát hiện, càng là cái loại cán bộ lừa dối qua ngày, càng là cái loại tầm thường vô vi thì càng là không ai trách cứ, không có người tố cáo vì tất đã chứng minh hắn xứng chức. Trương Dương nói, cũng có ngoại lệ chứ. Bí thư Ngô, anh thật xứng chức hơn so với tôi, cũng đã lâu không thấy có ai tố cáo anh. Ngô Minh ha hả cười gượng hai tiếng, trong lòng thầm mắng, ta không đắc tội ngươi, tại sao ngươi nhìn thấy ta thì lại chống đối ta chứ? Đỗ Thiên Dã và Ngô Minh cũng không có bao nhiêu giao tình, bất quá dù sao Ngô Minh là bí thư thành ủy của thành phố kế bên. Giữa hai bên có không ít cơ hội hợp tác, cho nên phải là nể tình giúp đỡ. Bất quá Đỗ Thiên Dã còn chưa kịp giải vây cho Ngô Minh, phía bên Lưu Diễm Hồng đã nói trước, Trương Dương, cậu không phải nhân viên công tác tại ủy ban kỷ luật chúng tôi, làm sao biết không có ai tố cáo ông ta chứ? Vốn là Lưu Diễm Hồng muốn giúp Ngô Minh giải vây. Nhưng không nghĩ tới những lời này lại bị Trương Dương bắt được khuyết điểm, Trương Đại Quan Nhân nhếch miệng cười nói, Bí thư Ngô cũng có người tố cáo sao, ha ha, tố cáo cái gì vậy? Tác phong trên vấn đề kinh tế có vấn đề sao? Chương 1418, tấm lá chắn 3. Lưu Diễm Hồng hung ác trừng mắt nhìn Trương Dương, tiểu tử này quả thực là không thích chút khẩu đức. Ngô Minh dù sao cũng là bí thư thành ủy thành phố Kinh Sơn, quá khứ cũng là lãnh đạo của hắn. Làm sao vừa gặp mặt liền bôi nhọ người ta như vậy chứ? Bất quá Lưu Diễm Hồng lại không biết, Ngô Minh là bị Trương Dương dọa sợ, tuy rằng Trương Dương vừa gặp mặt liền bày ra tư thế công kích rất mạnh, nhưng Ngô Minh ngược lại không có tức giận, mỉm cười nói, không bị người đố kỵ là tài trí bình thường, đầu năm nay cũng không phải là bị người ở phía sau nói vài câu, bị vài thư tố cáo thì có thể không ngại nói mình là cán bộ quốc gia. Ngô Minh chính là tương đối cao minh, lời nói này không chỉ đáp lại lời của Lưu Diễm Hồng, cũng dành cho Trương Dương một cái phản kích có lực. Trương Đại Quan Nhân cũng thầm khen Ngô Minh nhanh trí, tại trong cái nhìn của Đỗ Thiên Dã, gừng càng già càng cay, một vòng này Trương Dương và Ngô Minh đấu pháp cũng không có chiếm được bất luận cái thượng phong gì. Tô Viện Viện đi vào bắt chuyện mọi người rồi ngồi xuống, Lưu Diễm Hồng và Hồ Nhân như trước đó đã giao tiếp qua, tại thời gian xảy ra vụ án Chu Vân Phàm buôn lậu ở Đông Giang, Lưu Diễm Hồng phụ trách đốc thúc vụ án này, nàng đã từng tự mình thẩm vấn Hồ Nhân Như, cũng biết Trương Dương bôn ba chạy qua lại vì Hồ Nhân Như. Sau cùng bởi vì Chu Vân Phàm chủ động chịu phạt tiền nộp lên trên, cũng gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, nên Hồ Nhân Như mới thoát tội, lòng của phụ nữ đều là rất tinh tường, công tác bình thường của Lưu Diễm Hồng chính là quan viên giao tiếp, giỏi về nắm rõ lòng người, tuy rằng biểu hiện của Trương Dương và Hồ Nhân Như rất bình thường, thế nhưng Lưu Diễm Hồng vẫn có thể nhận thấy được quan hệ giữa bọn họ không hề bình thường. Đối với tên tiểu tử Trương Dương này, Lưu Diễm Hồng là cả một chút biện pháp cũng không có, từ dưới đáy lòng của nàng không thể biết được quan hệ tình cảm của Trương Dương, thế nhưng ngoại trừ tình cảm của Trương Dương tràn lan ra, người thanh niên đích xác cũng không có cái tật xấu gì. Lưu Diễm Hồng cũng biết Sở Yên Nhiên đời này đã nhận định Trương Dương, Yên Nhiên là một cô gái băng tuyết thông minh, nàng chưa chắc đã không cảm thấy gì đối với chuyện của Trương Dương, chính mình cần gì phải lo buồn vô cớ. Mọi người ngồi cùng một chỗ, sau khi đổ xuống vài chén rượu, trọng tâm câu chuyện tự nhiên chuyển tới trên quan trường, Ngô Minh biết rõ Trương Dương không có hảo cảm gì đối với mình, đương nhiên cũng sẽ không chủ động đi tìm rủi ro, y chủ động bắt chuyện với Đỗ Thiên Dã, hai người nói tới làm sao để Giang Thành và Kinh Sơn tăng mạnh kinh tế mậu dịch qua lại, đánh vỡ biên giới địa vực, xúc tiến kinh tế liên hợp phát triển, tạo ra khu kinh tế điểm nóng, hai thành phố tại trên mặt du ngoạn, tài nguyên có rất nhiều điểm trùng hợp. Thanh Đài Sơn ở giữa hai thành phố, Nam Lộc thuộc về Giang Thành, Bắc Lộc thuộc về Kinh Sơn, mấy năm gần đây tại trên mặt khai phá du lịch, hai thành phố cũng xảy ra một ít va chạm, cũng đang tiến hành nhằm vào trong tài nguyên du lịch. Đỗ Thiên Dã đã sớm có suy nghĩ đối với toàn bộ chuyện này, y mỉm cười nói, chuyện này kỳ thực có thể giải quyết được tốt, đó là cùng khai phá.
lợi ích chia đều. Ngô Minh nghe được Đỗ Thiên Giã nói như vậy, nhất thời hiện lên vẻ tươi cười đầy mặt, bởi vì phong cảnh đẹp của Thanh Đài Sơn phần nhiều là tập trung ở Nam Lộc, nếu như có thể cùng khai phá, lợi ích chia đều thì hiển nhiên thành phố Kinh Sơn sẽ chiếm tiện nghi. Nhưng y lập tức biết không có chuyện bánh ngọt từ trên bầu trời rớt xuống, Đỗ Thiên Giã ngay sau đó liền đưa ra chuyện Xuân Dương cần dẫn nước tưới tiêu từ hồ thảo của Kinh Sơn, nước ở Xuân Dương đang rất căng thẳng, sông Xuân Hà hiện nay đã xuất hiện đoạn lớn khô cạn, hồ cách bọn họ gần nhất chính là hồ thảo ở Kinh Sơn, giữa hai thành phố bởi vì phân thuộc hai tỉnh cho nên chuyện này thủy chung chưa được giải quyết xong, Đỗ Thiên Giã lựa chọn cái thời cơ này là phi thường thỏa đáng, Ngô Minh này làm việc vẫn là tương đối thẳng thắn. Tại chỗ liền đánh nhịp định án, hơn nữa y bán cho Đỗ Thiên Giã một cái nhân tình, trong công trình dẫn nước từ Hồ Thảo tới Xuân Dương, đoạn ở Kinh Sơn do chính quyền thành phố bọn họ bỏ vốn, đây cũng biểu lộ thành ý của Ngô Minh, cũng là hồi báo đối với việc Đỗ Thiên Giã cùng khai phá Thanh Đài Sơn chia đều lợi ích. Trương Đại Quan Nhân ở một bên nghe hai người ở đàng kia trao đổi điều kiện qua lại, cái này thật quen mắt. Chỉ tiếc khoảng cách của mình cách người ta quá xa, Tân Hải cũng không có gì tốt để tiện trao đổi. Trương Dương không nói. Đỗ Thiên Giã nhưng chủ động nhắc tới hệ thống chiếu sáng tự nạp điện từ năng lượng mặt trời, y chưa nói là Trương Dương làm ra, chỉ là nói Giang Thành thích hợp để tiến hành chuẩn bị đổi mới. Ngô Minh nói, ở phương diện này tôi cũng là có chút lý giải, hệ thống chiếu sáng công cộng của Kinh Sơn chúng tôi cũng đã vô cùng cũ, cho nên năm nay cũng lập kế hoạch trọng điểm thăng cấp cho toàn bộ hệ thống chiếu sáng trong thành phố. Lãnh đạo chúng tôi từng nhằm vào chuyện này mà đi khảo sát ở nhiều chỗ. Cũng có khuynh hướng chọn dùng hệ thống đèn đường dùng năng lượng mặt trời để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, thế nhưng căn cứ theo nghiên cứu của chúng tôi, nếu như chọn dùng loại năng lượng kiểu mới này, vốn đầu tư lúc mới bắt đầu là tương đối lớn. Trương Đại Quan Nhân muốn nói lại thôi, chính mình và Ngô Minh là đối đầu, tại trước mặt mọi người, phải giữ vẻ kiêu ngạo, không thể cầu y, bằng không sẽ cho thằng nhãi này bắt được cơ hội phản kích. Đỗ Thiên Giã cũng không rõ ràng lắm ân oán giữa Trương Dương và Ngô Minh. Y cười nói, Trương Dương ngày hôm nay tới Giang Thành giới thiệu cho tôi một bộ hệ thống rất tiên tiến, về mặt giá cả cũng rất có ưu thế. Ngô Minh nói, thật không? So với giá cả của hệ thống chiếu sáng truyền thống thì thế nào? Đỗ Thiên Giã nói, không sai biệt lắm. Ngô Minh nói, nếu như là thật, như vậy chúng tôi cũng có hứng thú, Trương Dương, mọi người đều cùng làm một thời, loại chuyện tốt này không thể quá bảo thủ. Trương Dương hắc hắc nở nụ cười. Trong lòng nói đây là chính ngươi chủ động đánh lên tới đó, ta liều chiều ngươi, Trương Dương nói, cái gì, bây giờ còn chưa có sản xuất. Đỗ Thiên Giã nói, Trương Dương, bí thư Ngô cũng không phải người ngoài, cậu không nên quá bảo thủ, kỳ thực bộ hệ thống chiếu sáng này của cậu hẳn là nên mở rộng tại trong phạm vi toàn quốc. Cậu ngẫm lại xem, nếu như cả nước chúng ta đều dùng tới loại năng lượng vệ sinh lại bảo vệ môi trường này, như vậy sẽ tiết kiệm được bao nhiêu cho ngân sách nhà nước chứ? Trương Đại Quan Nhân liên tục gật đầu. Đỗ Thiên Giã nói vậy thật ra chính là cho hắn một nhân tình, buôn bán là buôn bán, làm việc là làm việc, trong đó không nên hỗn loạn ân oán cá nhân, Ngô Minh cũng không phải nịnh bợ lấy lòng hắn, người ta là thật lòng cần bộ hệ thống chiếu sáng này, từ điểm này mà nói, cảnh giới của Ngô Minh cũng cao hơn hạng thành. Đều là bí thư thành ủy, làm sao chênh lệch giữa người với người lại lớn như vậy chứ? Lưu Diễm Hồng nói, bí thư Đỗ nói không sai, hiện tại đã là thời đại nào, có thứ tốt nên lấy ra chia sẻ. Cái này gọi là cùng hưởng tài nguyên. Chương 1419, cùng hưởng tài nguyên 1. Ngô Minh liên tục gật đầu nói, đúng, cùng hưởng tài nguyên. Đoàn người này hội tụ cùng một chỗ trò chuyện toàn là công việc, Hồ Nhân Như và Tô Viện Viện tự nhiên không chêm miệng vào, hai người qua lại uống một chén, cùng cười cười, đều hiểu rõ trong lòng nhau suy nghĩ cái gì. Vốn bữa tiệc tối này là tiệc đáp tạ của Tô Viện Viện đối với Trương Dương. Nhưng toàn bộ hành trình Tô Viện Viện cũng không có cơ hội hướng Trương Dương biểu đạt lòng biết ơn. Lúc kết thúc, Hồ Nhân Như muốn đi tính tiền, Tô Viện Viện nói cái gì cũng đều không chịu, Hồ Nhân Như thấy nàng kiên trì như vậy cũng chỉ đành chiều theo. Sau khi mọi người chia tay, Hồ Nhân Như lái xe của Trương Dương mang theo hắn đi tới căn nhà gỗ ở Hồ Nam, Hồ Nhân Như trên cơ bản không uống rượu, nàng khẽ cười nói, nếu biết trước các anh đêm nay tất cả đều là nói công việc, em sẽ không tới với anh. Trương Dương nói, vốn chuẩn bị là tư nhân tụ hội, thế nhưng tôi không nghĩ tới Lưu Tỷ sẽ đem tôi làm tấm lá chắn. Tấm lá chắn? Lẽ nào em không nhìn ra Ngô Minh muốn theo đuổi cô ấy sao? Hồ Nhân Như không nhịn được nở nụ cười, em thật là không nhìn ra, các anh làm quan đều giỏi về che giấu, rõ ràng trong lòng nghĩ cái đó, nhưng ngoài miệng chính là không nói ra. Chẳng qua em thấy Tô Viện Viện đối với Đỗ Thiên Giã rất tốt.
Trương Dương gật đầu nói, đầu óc lão Đỗ này có bệnh, con gái tốt như vậy còn không hạ thủ, sớm muộn gì sẽ hối hận. Trương đại quan nhân một lòng nghĩ muốn đem Tô Viện Viện và Đỗ Thiên Giã tới cùng nhau. Hồ Nhân Như nói, anh cho là ai cũng đều giống như anh sao? Thà rằng giết sai 1.000 cũng không buông tha một người. Trương Dương cười nói, Nhân Như, anh chưa từng giết sai một người. Hừ, Trương Dương bỗng nhiên nói, Nhân Như, lúc anh đi tới Hàn Quốc, ở Hán Thành thấy Giai Đồng. Hồ Nhân Như lắc đầu nói, không có khả năng, nàng không phải đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn tại nước Mỹ sao, ô tô rơi xuống sông rồi mà. Trương Dương nói, anh thề, anh nhìn thấy cô ấy rõ ràng, cô ấy đi một chiếc xe Bingley, anh sẽ không nhìn lầm. Hồ Nhân Như nói, nếu như người anh thấy kia thật sự là nàng, vì sao nàng lâu như vậy cũng không liên hệ với anh? Cho dù là nàng không muốn gặp anh, thế nhưng nàng vì sao lâu như vậy cũng không gặp người nhà, lẽ nào nàng nhẫn tâm muốn cho bí thư Cố cho rằng nàng đã chết, nhẫn tâm làm cho người nhà thương tâm rơi lệ chứ? Trương Dương nói, anh không biết, anh đã nhờ bạn ở Hàn Quốc hỗ trợ tìm kiếm, bất quá đến bây giờ còn chưa có tin tức. Hồ Nhân Như nói, nếu như nàng còn sống, em tin tưởng hai người nhất định sẽ có cơ hội gặp mặt. Ô tô đi tới trước căn nhà gỗ ở Hồ Nam, hai người ôm lấy nhau đi vào trong gian phòng. Trương Dương từ phía sau ôm lấy thân thể mềm mại của Hồ Nhân Như, Hồ Nhân Như xoay mặt lại, hắn xu nịnh hôn môi nàng, đôi môi anh đào của nàng nhiệt liệt đáp lại hắn. Bàn tay của Trương Dương vuốt ve thân thể mềm mại của nàng, tại dưới sự xoa bóp của hắn, từng món quần áo trên người Hồ Nhân Như bị rớt ra, bọn họ một bên hôn môi một bên dần lui vào trong phòng ngủ. Khi Hồ Nhân Như ngã vào trên giường lớn thì đã bị Trương Dương lột đến thân không còn mảnh vải, dưới ánh trăng, đôi đùi đẹp thon dài lấy một loại tư thế mị hoặc hiện ra ở trước mặt Trương Dương. Trương đại quan nhân dũng mãnh nhào tới, nương theo tiếng ửm phát ra từ trong lòng của Hồ Nhân Như, thân thể mềm mại của nàng giống bạch tuộc gắt gao hấp thụ cuốn lấy thân thể của Trương Dương. Đối với Trương Dương, Hồ Nhân Như đã sớm làm tốt chuẩn bị dùng chung tài nguyên. Nàng biết vô luận là chính mình hay người khác cũng đều không thể đơn độc giữ lấy trái tim của hắn, dã tâm của Trương Dương cũng quá lớn. Trên đời này không có bất luận kẻ nào có thể xưng là hoàn mỹ, Trương Dương tại trên mặt tình cảm có khuyết điểm rõ ràng, một người lạm tình nhưng lai trung tình như vậy, thứ nhìn như mâu thuẫn mà ở trên người hắn lại chiếm được thống nhất, Hồ Nhân Như không nghĩ ra hắn làm thế nào mà làm được, nhưng hiện thực chính là như thế. Trương Dương đích xác có vốn của mình để làm cho bất luận nữ nhân nào cũng mê luyến. Hồ Nhân Như trằn trọc hầu hạ dưới thân hắn, lúc thoát khí, cả người vui sướng muốn chết đi, có một số việc là có thể thành nghiện, nàng tại trên rất nhiều chuyện đều có thể làm được cho lý trí tỉnh táo, thế nhưng đối với Trương Dương nàng lại không làm được, Trương Dương là thói nghiện mà suốt đời nàng cũng đều không thể bỏ, vô luận trên mặt tình cảm hay là mặt thân thể. Sau khi kích tình mãnh liệt qua đi, Trương Dương dịu dàng vuốt ve thân thể mềm mại của Hồ Nhân Như, môi hắn nhẹ nhàng hôn môi lên da thịt hơi nóng lên của Hồ Nhân Như. Tinh tường cảm thụ được sự run rẩy của da thịt Hồ Nhân Như sinh ra bởi vì hắn hôn môi. Hồ Nhân Như ôm lấy khuôn mặt của Trương Dương, lôi kéo hắn ghé vào trên người mình, một đôi đùi đẹp như dây thường xuân cuốn lấy hắn, làm cho hắn không thể cử động. Trong đêm tối, một đôi con ngươi tinh tế lẳng lặng nhìn vào hai mắt Trương Dương, thâm tình ngóng nhìn một lúc lâu mới thấp giọng nói anh và Yên Nhiên cuối cùng dự định lúc nào kết hôn. Trương Dương nói, để sang năm đi. Anh muốn đem tất cả chuyện của anh đều thẳng thắn nói với cô ấy. Hồ Nhân Như lắc đầu nói, không cần phải nói, như vậy là tốt rồi, em nghĩ Yên Nhiên hẳn là biết không ít chuyện của anh, thế nhưng nàng lựa chọn trầm mặc, em nghĩ anh hay nhất là không nên làm rõ chuyện. Trương Dương nói, nhưng, không nhưng gì cả, em cam tâm tình nguyện như vậy, cho dù là cả đời không thể thấy ánh sáng. Hồ Nhân Như ôm chặt lấy hắn, cảm thấy phần nóng rực và cứng rắn kia lần thứ hai thâm nhập vào chính mình. Nàng cắn đôi môi anh đào, qua hồi lâu mới chút ra một hơi thở, bám vào lỗ tai của Trương Dương nhỏ giọng nói, không được nhưng. Trương Dương nói, Nhân Như, nếu như anh nói cho em rằng anh là một người cổ đại, em có thể tin tưởng hay không? Hồ Nhân Như nói, tin tưởng. Tin tưởng. Hồ Nhân Như nói, nếu như không phải là một lão yêu ngàn năm, làm sao lại có thể có đạo hạnh tinh thâm như anh chứ? À, đừng nhúc nhích. Trương đại quan nhân có chút tuyệt vọng. Hắn phát hiện mình vài lần chuẩn bị thổ lộ tình hình thực tế, nói cho người ở bên mình biết mình là một vị đại phu từ triều đại tùy đánh bậy đánh bạ xuyên Việt tới đây, nhưng căn bản là không có ai tin tưởng, lẽ nào tính chất đặc biệt của tùy triều trên người mình tại trong quá trình xuyên qua đã hoàn toàn thay đổi một cách triệt để như vậy, thế cho nên hiện tại tất cả mọi người đều coi hắn trở thành một thanh niên năm tốt của thời đại mới,
ai cũng không nhìn ra hương vị truyền thống trên người hắn. Trương đại quan nhân liền phát tiết tất cả phiền muộn tại trên người Hồ Nhân Như. Hồ Nhân Như uyển chuyển thấp giọng nói, anh là lão yêu ngàn năm cũng được, kim tiên ngàn kiếp cũng tốt, nói chung em đã nhận thức chuẩn anh, đời này đã định anh rồi. Chương 1420, cùng hưởng tài nguyên 2. Nhìn Hồ Nhân Như ngủ say, Trương đại quan nhân mỉm cười lắc đầu, hắn mặc quần áo, đi lên sân phơi, xuân hàn se lạnh, nước Hồ Nam từ trên núi chảy xuống đã tiến nhập vào cảnh trong mơ, phóng mắt nhìn lại, trong phạm vi nhìn đã không tìm được một tia sáng. Ngẩng đầu ngưỡng vọng bầu trời đêm, vầng trăng sáng kia chẳng biết giấu tới nơi nào. Toàn bộ bầu trời đêm đen nặng nề, không có trăng cũng nhìn không thấy một ngôi sao, có lẽ là trên đời này người có thể tin tưởng chính mình là người tùy triều chỉ có Văn Linh. Trong lòng Trương Dương bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt khác, một khuôn mặt đẹp như tranh với đôi mắt đẹp như băng sương, Trần Tuyết, chẳng biết vì sao, Trương Dương đột nhiên nghĩ đến nàng, được rồi, còn có Trần Tuyết nhất định sẽ tin tưởng mình. Trương Dương lập tức lại nghĩ lại, các nàng có tin hay không thì có cái ý nghĩa gì. Nếu thật sự là các nàng đều biết mình là một lão yêu ngàn năm, có lẽ là sẽ có người bị dọa sinh bệnh, Trương đại quan nhân nở nụ cười. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm nặng nề, Trương Dương nhíu nhíu mày, hắn đối với thời tiết sông tố vẫn là có chút phát hiện, chung quy cảm thấy trong loại khí trời này dễ phát sinh ra một số chuyện tình quái dị. Trương đại quan nhân về tới bên trong phòng, đi tới bên người Hồ Nhân Như. Một đạo thiểm điện chiếu sáng bên trong phòng, lập tức một trận âm thanh sấm sét đinh tai nhức óc của mùa xuân nối gót đánh tới, Hồ Nhân Như bị tiếng sấm làm cho giật mình tỉnh giấc, có chút kinh khủng vui đầu vào trong lòng của Trương Dương. Trương Dương ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp của nàng, mỉm cười nói, đừng sợ, có anh ở đây. Hồ Nhân Như ngại ngùng nở nụ cười, tôi từ nhỏ đã sợ sét đánh. Trương Dương nói, bây giờ còn sợ không? Hồ Nhân Như lắc đầu nói, không sợ. Cho dù là sét đánh xuống tới cũng có anh chịu. Trương đại quan nhân ngạc nhiên nói, em thật độc. Mưa xuân quý như vàng, trận mưa xuân trên biên độ rất lớn này đã làm giảm bớt khô hạn ở Xuân Dương. Trương đại quan nhân vốn định sáng sớm hôm sau đi tới Xuân Dương thăm mẹ, nhưng gọi điện thoại mới biết được, mẹ đã đi tới Đông Giang chăm sóc Triệu Tĩnh, nhà máy của Hồ Nhân Như cũng có rất nhiều chuyện phải làm, đương nhiên không có khả năng mọi thời khắc ở bên Trương Dương. Trương Dương bớt thời gian đi tới xưởng rượu Giang Thành một chuyến, hôm nay xưởng rượu Giang Thành đã khởi công xây dựng cơ sở mới ở khu khai phát Giang Thành, Trương Dương cũng là lần đầu tiên đến nơi đây, Lưu Kim Thành biết được Trương Dương muốn tới tham quan, đã sớm chờ tại cửa xưởng, lúc này vừa vặn là lúc trời mưa to nhất, Trương Dương đi tới cửa xưởng, thấy Lưu Kim Thành cầm cây dù qua đón, Trương Dương cười cười mở cửa xe, Lưu Kim Thành thu hồi cây dù chui vào, quần áo trên người đã bị sồi ướt không ít. Trương Dương nói, lão Lưu, anh chờ tại phòng làm việc là được, còn đặc biệt ra tới làm gì? Lưu Kim Thành nói, bí thư Trương, ngài là quý khách của tôi, coi như là bí thư trung ương tới tôi cũng không nhất định cho hắn đãi ngộ này, thế nhưng ngài đến thì tôi nhất định ra đón ngài. Trương Dương cười nói, xin anh đó, nếu như bí thư trung ương tới, không chừng anh đã xách cây dù nghênh đón ba vòng quanh thành phố rồi đó. Lưu Kim Thành vui tươi hớn hở nói, nếu như bí thư trung ương tới thật, sao có thể để cho tôi đi nghênh tiếp, người xách cây dù nghênh đón ba vòng quanh thành phố sẽ là bí thư thành ủy Giang Thành chúng ta mới đúng. Hai người đồng thanh nở nụ cười. Lưu Kim Thành nói, bí thư Trương, ngày hôm nay anh qua là muốn tham quan nhà xưởng mới của chúng tôi đi. Trương Dương gật đầu. Lưu Kim Thành mang theo Trương Dương đi tới xem thành quả khoa học kỹ thuật mới nhất của bọn họ, đây là một cái ao diếu chỉ ao rượu, Minh Triều. Trương Dương đi đến bên cạnh ao nhìn một chút. Có chút không tin nói, diếu chỉ này là giả. Lưu Kim Thành nói, làm sao là giả chứ? Tuyệt đối là thật, là từ Đại Minh Vạn Lịch truyền xuống tới đó. Trương Dương nói, nếu như anh nói diếu chỉ từ thời chế độ cũ tôi còn tin tưởng, xưởng rượu này mới bắt đầu được bao lâu chứ? Anh nói với tôi đây là diếu chỉ từ thời Vạn Lịch triều mình, anh muốn gạt tôi sao? Lưu Kim Thành cười khổ nói, bí thư Trương, tôi gạt ai cũng sẽ không lừa anh. Diếu chỉ này là chúng tôi bỏ 500 vạn đồng mua được từ Phong Trạch Bát Lý Câu, quá khứ Bát Lý Câu có một xưởng làm rượu, diếu chỉ của bọn họ chính là từ thời Vạn Lịch Triều Minh truyền xuống tới. Đáng tiếc bọn họ kinh doanh không tốt, cho nên nhà máy bị chúng tôi thu mua, tôi vốn dự định xây xưởng ở nơi đó, thế nhưng lo lắng đến vấn đề vận tải thành phẩm, sau cùng chính là quyết định đem diếu chỉ của họ đưa đến đây, để rời diếu chỉ này chúng ta đã tốn hơn 100 vạn đó. Anh nhìn thấy hiện tại thấy chính là diếu chỉ được rời từ xưởng rượu Bát Lý Câu tới. Lưu Kim Thành suy nghĩ một chút nói, tôi chính là muốn hướng ra toàn bộ thế giới tiêu thụ,
có phải tôi hẳn là tìm Tổng Thư ký kiêm Hợp Quốc để viết lưu niệm? Nhưng ông ta không tiếng Trung đâu. Lưu Kim Thành đột nhiên trầm mặc, Trương Đại Quan Nhân liền vui vẻ cười ha ha. Lưu Kim Thành cười nói, chỉ đùa một chút thôi, Bí Thư Trương, nếu không ngài giúp tôi tìm Chủ tịch nước viết lưu niệm đi. Lưu Kim Thành nói rất chăm chú, tại trong mắt y thì Trương Đại Quan Nhân không gì không làm được, nhớ tới Kiều Lão đi tới sân bay mới Giang Thành viết lưu niệm chính là Trương Dương đi qua quan hệ mời tới. Trương Dương nói, tôi thật ra cũng muốn giúp anh viết lưu niệm, nhưng tôi chưa có mặt mũi như thế, hơn nữa, chỗ anh cũng không phải cái công trình gì của chính phủ, chỉ là vì bán rượu, anh nghĩ xem có người lãnh đạo quốc gia nào nguyện ý viết lưu niệm cho anh chứ, thật sự nghĩ anh là rượu Mao Đài Ngũ Lương sao? Lưu Kim Thành kêu khổ không thôi nói, tôi vốn cũng biết thế, nhưng ngài lại không muốn hỗ trợ viết. Trương Dương nói, rượu này của anh dự định lúc nào đưa ra thị trường? Lưu Kim Thành nói, trước ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, nghênh đón Hồng Kông trở về, làm lễ vật tặng cho Hồng Kông trở về. Trương Đại Quan Nhân cười nói, tôi rốt cuộc đã nhìn ra, hiện tại cái gì cũng đều muốn đi nhờ xe Hồng Kông trở về. Nếu là ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc mới đưa ra thị trường thì cũng không cần nóng lòng nhất thời, như vậy đi, tôi gần đây có chuyện tới Kinh Thành, chuyện của anh, tôi nhớ ở trong lòng, khi gặp được cơ hội thích hợp, tôi sẽ tìm một đại nhân vật viết lưu niệm cho anh. Lưu Kim Thành nghe được Trương Dương nói như vậy, nhất thời mặt mày rạng rỡ, y gật đầu nói, Bí Thư Trương, quay lại tôi chuẩn bị cho ngài chút rượu cho ngài nếm thử, so với rượu Mao Đài Ngũ Lương cũng không kém hơn chỗ nào. Trương Dương gật đầu nói, được, được. Lưu Kim Thành liền dẫn hắn tham quan phân xưởng ủ rượu và phân xưởng đóng chai, xưởng rượu Giang Thành hai năm này phát triển quả thực không tồi, tại trong nước cũng được cho là xưởng rượu hạng nhất. Trương Dương không khỏi nhắc tới chuyện xưởng bia Tân Hải. Từ lần trước sau khi Lưu Kim Thành dẫn người đi khảo sát, hắn còn chưa hỏi qua tình huống tiến triển. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1420.